đề quý trời cho. Chương 576, anh không xứng. Bà cụ tôi nhìn cảnh tượng trước mắt với một biểu cảm không dám tin tưởng nổi, bà ta không nghĩ tới Tô Thành Hải lại đứng ở sau lưng của Lâm Thanh Diệt, điều này có ý gì chứ, không cần phải nói cũng biết. Tô Thành Hải cái thằng con trời đánh này, cậu đứng ở bên đó làm cái gì hả, chẳng lẽ cậu đã bị nó mua chuộc rồi? Hai mắt của bà cụ tôi hiện đầy tơ máu. Tôi cũng không phải là bị cậu ta mua chuộc chỉ là tôi đánh cược một lần mà thôi. Chuyện cho đến bây giờ, Lâm Thanh Diện cùng với nhà họ Hàn đã là ở trạng thái ngươi chết ta sống, dù sao tôi cũng phải chọn một bên, lần này tôi cực Lâm Thanh Diện có thể thắng. Tô Thành Hải nói, bà cụ Tô dùng một cái nhìn như là nhìn thằng ngốc mà nhìn Tô Thành Hải, mở miệng nói, cậu nói cậu không có khả năng quản lý chuyện của gia tộc thì cũng thôi đi, tại sao vào thời điểm này mà ngay cả trí thông minh cơ bản nhất cũng không có vậy hả? Cậu chọn cái tên nhóc đến từ một gia tộc nhỏ bé ở nơi khác, chẳng lẽ là cậu còn nghĩ rằng cậu ta có thể đấu được với nhà họ Hàn à? Audio điện tử võ tấn bền. Tô Thành Hải lười phải tranh luận với bà cụ Tô, mở miệng nói, ai đúng ai sai, cứ nhìn kết quả là biết thôi. Lúc này, Hàn Tu phổ cười nhạo một tiếng, lên tiếng hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ các người đều làm lơ nhà họ Hàn của chúng tôi mà không để ý tới à? còn đưa ra lựa chọn nữa dạng người vô danh như thế này có tư cách gì để so sánh với nhà họ hàn của chúng tôi ngày hôm nay chuyện mà các người làm cũng chỉ là một trò cười mà thôi ngày hôm nay mặc kệ là tên nhóc này hay là nhà họ tô của các người tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ai để một đứa con gái đã kết hôn gả cho con trai của tôi các người cũng dám nghĩ ra được trải qua tối ngày hôm nay nhà họ tô của các người sẽ trở thành một trong những thành viên trong danh sách đen của nhà họ hàn của tôi sau này nhà họ Tô của các người có như thế nào thì cứ phó thác cho trời đi. Những người ở đây đều có chút đồng tình nhìn người nhà họ Tô và Lâm Thanh diện một chút, Hàn Tu phổ có thực lực gì? Đương nhiên bọn họ rõ ràng, hơn nữa bọn họ cũng không nghi ngờ Hàn Tu phổ có thể làm được những gì mà ông ta nói hay không. Thư Hân mỉm cười tiến lên phía trước một bước, mở miệng nói, đừng có ăn nói hùng hổ như vậy, thời gian tối ngày hôm nay còn dài như vậy làm sao ông biết được qua một lúc nữa thì các người nhà họ hàn vẫn còn tồn tại trên đời này hàn tu phổ hít mắt nhìn thư hân một chút giọng nói lạnh lùng thư hân chủ tịch của tập đoàn lam khấu thật ra thì tôi cũng muốn biết là chủ tịch của một công ty mỹ phẩm nho nhỏ lấy đâu ra can đảm để nói ra những lời nói này thư hân cũng không bởi vì lời nói của hàn tu phổ mà thấy tức giận tiếp tục cười nói đương nhiên là đến từ anh ấy rồi đừng nhìn cái tên này trông bình thường không có gì đặc biệt nhưng mà rất nhanh thôi, các người sẽ biết được sự lợi hại của anh ấy. Ánh mắt của Hàn Tu phổ lại di chuyển lên trên người của Lâm Thanh Diện một lần nữa, lúc nãy ở bên ngoài, ông ta đã có ý nghĩ muốn giết Lâm Thanh Diện, bây giờ tên nhóc này còn dám quấy rối ở trước mặt của ông ta, đương nhiên ông ta sẽ không cho Lâm Thanh Diện có bất cứ cơ hội nào để chạy thoát. Thế thì tôi cũng muốn biết cô muốn dùng cách nào để đấu với nhà họ Hàn chúng tôi hoặc là nói cô lấy cái gì để đấu với nhà họ Hàn chúng tôi, lấy tập đoàn mỹ phẩm Lam Khấu à? Hàn Tu Phổ diễu cợt nói một câu. Mọi người ở đây nghe thấy lời nói này của Hàn Tu Phổ, lập tức cười ha hả Theo cái nhìn của bọn họ, cho dù Lâm Thanh Diện có tập đoàn Lam Khấu trợ giúp, ở trước mặt của nhà họ Hàn thì cũng không có bất cứ lực phản kháng nào nào. Lâm Thanh Diện giơ tay lên nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, mở miệng nói, nửa tiếng nữa, tất cả những thứ của nhà họ Hàn sẽ sụp đổ, nếu như bây giờ ông không còn chuyện gì khác, vậy thì có thể đứng đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ sau, ông liền biết tôi lấy cái gì để đấu với nhà họ Hàn của ông. Tất cả mọi người đều cười khinh bỉ, hiển nhiên đối với chuyện làm cho nhà họ Hàn sụp đổ trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau, ai cũng không tin. Tôi thấy cái tên nhóc này chắc là chạy ra từ trong bệnh viện tâm thần đó, ngay cả lời nói làm cho nhà họ Hàn sụp đổ trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà cậu ta cũng có thể nói ra cậu ta cho rằng lực lượng nhà họ Hàn đã tích lũy nhiều năm như vậy lại dễ dàng tan rã à. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, có được chút thành tích thì liền cảm thấy mình cao tận trời. Tôi đã nhìn thấy loại người này nhiều lắm rồi, chờ một lát nữa nhà họ Hàn xử lý cậu ta, vậy thì cậu ta sẽ biết được mình yếu kém bao nhiêu. Dám khiêu khích nhà họ Hàn như thế, nhiều năm như vậy rồi tôi cũng chỉ thấy có một người, không nói tới cái khác, lá gan của thằng nhóc này không thể so sánh với những người khác được đáng tiếc cũng chỉ có thể dùng sự lỗ mãng và ngu xuẩn để hình dung sự gan dạ này của cậu ta mà thôi hàn đông đã cảm thấy không có cách nào chịu đựng được lâm thanh diện đang khoe khoang ở đây trực tiếp nói với hàn tu phổ ba ba không cần phải nhiều lời với cái loại không có đầu óc này đâu con trực tiếp ra tay với bọn họ giết chết hết toàn bộ bọn họ vậy thì không còn ai dám ồn ào ở đây nữa hàn tu phổ cảm thấy đề nghị này của hàn đông có thể thực hiện được cho dù những lời Lâm Thanh Diện nói có ba hoa hơn nữa, chỉ cần giết anh rồi, vậy thì loại rồi bỏ cũng không có cách nào tiếp tục nhảy nhót ở trước mặt của ông ta nữa. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Hàn Đông, anh bước thẳng ra phía trước một bước, mở miệng nói, tôi cũng đang có ý này, nửa tiếng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không bằng tôi đánh cho anh một trận, cũng để cho người ở đây đỡ phải buồn chán, như thế nào? Hàn Đông lập tức hừ lạnh một tiếng mở miệng nói tôi chỉ sợ là ngay cả một phút mà anh cũng không chống đỡ được nói xong anh ta liền ra hiệu với những người ở xung quanh kêu bọn họ nhường ra một chỗ trống ngày hôm nay để cho hàn đông tôi đích thân giáo huấn cái tên nhóc không biết sống chết này cũng để cho mọi người nhận thức lại một chút khiêu khích nhà họ hàn của chúng tôi thì sẽ có kết cục như thế nào hàn đông hô lên một câu với đám người đám giờ này lập tức bắt đầu lớn tiếng khen hay đều cho rằng lâm thanh diện chắc chắn sẽ bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hàn đông đứng ở trong chỗ trống mà mọi người vừa mới nhường trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo nhìn về phía lâm thanh diện lâm thanh diện cũng đi vào giữa sân đứng đối diện với hàn đông nếu như là trước đây thư hân nhìn thấy lâm thanh diện muốn đấu đơn có lẽ là cô ta sẽ cảm thấy lo lắng nhưng mà sau khi biết được lâm thanh diện đang thiên thê thành công cô ta cũng không còn loại lo lắng này nữa Hứa Bích Hoài rõ ràng có chút khẩn trương, Thư Hân nắm lấy cánh tay của Hứa Bích Hoài, cười nói yên tâm đi, cái tên này lợi hại lắm, Hàn Đông đó cho dù có lợi hại hơn nữa, anh ấy chắc chắn có thể đối phó một cách nhẹ nhàng. Hứa Bích Hoài nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người của Lâm Thanh Diệt. Ban đầu, ngày hôm nay vốn là bữa tiệc thông gia của tôi với cô gái nhà họ Tô, không ngờ rằng lại bị tên nhóc là anh gây náo loạn. Nếu cứ tiếp tục, chắc có lẽ là anh sẽ tranh giành người phụ nữ của tôi, là một người đàn ông, tôi không có cách nào tha thứ được. Cho dù phụ nữ chỉ là công cụ để tiết dục, người phụ nữ của Hàn Đông tôi cũng không phải là người mà loại người như anh có tư cách nhúng chàm, cho nên ngày hôm nay anh sẽ lấy mạng sống của mình để trả giá. Lâm Thanh Diện nhếch miệng với Hàn Đông, nói tôi đã nói rồi, Bích Hoài là người phụ nữ của tôi, anh căn bản cũng không xứng với cô ấy. Trên mặt của Hàn Đông lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nắm tay của anh ta nắm chặt lại với nhau, trong nháy mắt dưới chân liền dùng sức lao về phía của Lâm Thanh Diện. Đi chết đi! Lâm Thanh Diện hơi hít mắt lại, cảm nhận được sức mạnh bùng nổ ở trên người của Hàn Đông, trên mặt của anh cũng lập tức hiện ra một biểu cảm kích động. Lâu như vậy rồi vẫn chưa hoạt động gân cốt, ngày hôm nay vất vả lắm mới có người làm bao cát, đương nhiên là anh sẽ không bỏ qua rồi. chương 577, một đòn dốc toàn lực. Hàn Tu Phổ mang theo vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người ở trong sân, có vẻ khá có lòng tin với con trai của mình, hoàn toàn không lo lắng Hàn Đông sẽ thua ở trên tay của Lâm Thanh Diện. Cũng chỉ là con mèo ba chân vô danh mà thôi, vậy mà cũng dám đấu với con trai của tôi, quả thật không biết lượng sức mình. Mấy năm gần đây, con trai của tôi vẫn luôn học tập với bậc thầy chiến đấu quy điển nhất lang ở Nhật Bản. Sự hiểu biết đối với chiến đấu của quy điển nhất lang đã sớm vượt qua phạm trù của người bình thường. Người ta đồn rằng ông ta đã từng là bất khả chiến bại trong một cuộc chiến chống lại hàng nghìn ninja làm sao có thể so sánh giữa học sinh được dạy dỗ bởi một bậc thầy ở cấp độ này và một tên nhân vật nhỏ không có tên tuổi. Nếu như con trai của tôi dốc hết toàn lực, thằng nhóc này chỉ sợ là không thể sống nổi 10 chiêu. Ở cái tuổi này của cậu, có thể đạt được loại trình độ giống như con trai của tôi, chỉ sợ là chỉ có lý phủ đồ ở quan lĩnh mà thôi. Tép siêu hôi hám gì mà cũng dám đụng chạm với nhà họ Hàn của tôi. Mà cũng được, ngày hôm nay đúng lúc để Hàn Đông uy hiếp những người này, chờ bọn họ biết được sự lợi hại của nhà họ hàn chúng ta sau này tìm đến gây phiền phức thì phải cân nhắc một chút tô thành hải rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai người ở giữa sân ông ta đã chứng kiến thực lực kinh doanh của lâm thanh diện cho nên đối với việc lâm thanh diện đối phó nhà họ hàn ông ta vẫn có một lòng tin nhất định nhưng mà về phương diện đánh nhau nhất là đánh cùng với hàn đông tô thành hải không có cách nào không thể lo lắng mặc dù là biết thực lực của lâm thanh diện mạnh có thể xử lý đám vệ sĩ của ông ta một cách nhanh gọn, nhưng mà bây giờ Lâm Thanh Diện đang đối mặt với Hàn Đông, tên điên của nhà họ Hàn. Ông ta đã sớm nghe thấy tin tức, mấy năm nay Hàn Đông vẫn luôn đi theo bậc thầy bất khả chiến bại có tên là Quy Điền Nhất Lang để học tập ở Nhật Bản, cho dù Hàn Đông chỉ học được 3 phần bản lĩnh của Quy Điền Nhất Lang, vậy thì cũng khá là kinh khủng rồi, ông ta căn bản cũng không xác định được Lâm Thanh Diện có ứng phó được hay không. Nếu như Lâm Thanh Diện chết ở trên tay của Hàn Đông, Vậy thì lần này ông ta đã hoàn toàn đứng sai phe rồi. Do dự một hồi lâu, Tô Thành Hải đi đến bên cạnh của Thư Hân, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng mà mở miệng hỏi, các người chắc chắn để cho Lâm Thanh Diện đánh nhau với Hàn Đông à? Thực lực của Hàn Đông khá là không đơn giản đâu, một khi Lâm Thanh Diện đánh không lại, tất cả các kế hoạch ngày hôm nay của các người đều sẽ bị ngâm trong nước hết. Thư Hân quay đầu lại nhìn Tô Thành Hải một chút, mở miệng hỏi, sao vậy? chẳng lẽ ông lại không có lòng tin với Lâm Thanh Diện như thế à? Không phải, tôi chỉ là có chút lo lắng thôi. Có lẽ là các người không biết, trong vòng mấy năm nay Hàn Đông vẫn đi theo học tập ở bên cạnh của bậc thầy Quy Điền Nhất Lang. Bậc thầy chiến đấu đó vô cùng nổi tiếng ở Nhật, đã từng một mình mà có thể đánh bại được hàng ngàn đối thủ. Tô Thành Hải nhanh chóng nói nỗi lo của mình ra. Thư Hân không chờ ông ta nói xong, cô ta liền mở miệng hỏi, ông có biết Lý Phủ Đồ không? Tô Thành Hải lập tức giật mình, sau đó nhẹ gật đầu tốt xấu gì thì nhà họ tô cũng được coi là gia tộc đẳng cấp thế giới đối với một vài chuyện của quan lính đương nhiên cũng biết được một chút ông cảm thấy cái tên Hàn Đông này so sánh với Lý Phủ đồ người nào lợi hại hơn người nào thư hân hỏi tiếp tô thành hải trầm ngâm một lát mở miệng nói cái này quả thật khó mà nói được Lý Phủ đồ được cho là sự tồn tại số một trong chiến thần bảng của quan lính chắc hẳn thực lực cũng sẽ không kém Hàn Đông là học trò của quy điền nhất lang tuổi của hai người họ cũng không khác nhau cho mấy, có lẽ thực lực của hai người bọn họ cũng tương đương nhau, cô hỏi cái này để làm gì vậy? Thực lực của Lâm Thanh Diện còn lợi hại hơn so với Lý Phủ Đồ, cho nên anh ấy nhất định có thể đối phó với Hàn Đông, ông cũng đừng có lo lắng. Thư Hân mở miệng nói, cô ta không thể làm bại lộ Lâm Thanh Diện là thiếu chủ của quan lĩnh được, đồng thời còn có chuyện đăng thiên thê thành công, cho nên cũng chỉ làm một phép so sánh đơn giản cho Tô Thành Hải nghe, để ông ta yên tâm. Sau khi Tô Thành Hải nghe thấy lời nói của Thư Hân, lập tức mở to hai mắt mà nhìn, hơi khó tin hỏi, thật hay giả vậy, làm sao cô biết được. Thư Hân lập tức trừng mắt liếc nhìn ông ta, mở miệng nói, con người của ông sao lại lắm chuyện như vậy hả, nói với ông biết Lâm Thanh Diện có thể ứng phó được vậy thì Lâm Thanh Diện có thể ứng phó được. Ông mau ngậm miệng lại đi, đừng có quấy giày tôi nhìn hai người bọn họ đánh nhau nữa. Tô Thành Hải đành phải hậm hực ngậm miệng lại, sau khi ông ta biết thư hân cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài ông ta cũng có một chút cố kỵ đối với thư hân chỉ mong lâm thanh diện thật sự lợi hại giống như cô ta nói thôi tô thành hải yên lặng cầu khẩn ở trong lòng ở giữa sân sau khi hàn đông nhào về phía của lâm thanh diện anh ta không hề lưu tình chút nào trực tiếp đánh một quyền thật nặng về phía ngực của lâm thanh diện lâm thanh diện cũng không lơ là lui một bước ra phía sau vươn tay ra đỡ nắm đấm của Hàn Đông, một sức lực cực kỳ lớn truyền tới. Lâm Thanh Diện lập tức dùng chân chống đỡ, lùi về phía sau hai bước, chống lại một quyền này của Hàn Đông. Từ sức mạnh trong một quyền này của Hàn Đông liền có thể cảm nhận được thực lực của người này mạnh mẽ phi thường, e là có thể so sánh với Lý Phủ Đồ. Nhưng mà anh cũng không hề có bất kỳ sự bối rối nào, ngược lại càng hưng phấn thêm, có thể gặp được một đối thủ như thế này, đối với Lâm Thanh Diện mà nói cũng là rất không dễ dàng đối thủ càng mạnh càng có thể để cho lâm thanh diện phát huy thực lực của mình ra đối với một trận chiến như thế này anh đã sớm mong chờ rất là lâu hàn đông thấy lâm thanh diện có thể chống đỡ một quyền của mình nhíu mày một cú đấm lúc nãy của anh ta có thể nói là dùng hết sức lực của toàn thân do anh ta nghĩ muốn dùng một đấm này trực tiếp giải quyết lâm thanh diện để người xung quanh nhận thức được sự lợi hại của anh ta thế mà không nghĩ tới lâm thanh diện lại bình yên vô sự tiếp tục chống đỡ có thể chống đỡ được một đấm của tôi cũng coi như là có tư cách để tôi nghiêm túc đối đãi cũng không biết anh có thể đỡ được của tôi tổng cộng mấy quyền hàn đông kêu lên một tiếng sau đó lại tiếp tục đánh một đấm lên trên người của lâm thanh diện lâm thanh diện lách mình né tránh tung cú đá về phía của hàn đông hàn đông cũng nhanh chóng đưa tay ra cản lại sức lực trên đôi chân của lâm thanh diện cũng khiến cho hàn đông phải di chuyển sang bên cạnh hai bước trong khoảng mười mấy giây ngắn ngủi Hai người bọn họ đã giao thủ mười mấy chiêu, Hàn Đông ban đầu vẫn luôn khinh thường Lâm Thanh Diện, lúc này đã hơi nhíu mày. Dưới trạng thái đỉnh cao nhất của Lâm Thanh Diện, là sau khi anh có thể liên tục đánh bại chín cao thủ của Chiến Thần bảng rồi lại đánh bại Lý Phù Đồ, bây giờ đối thủ của anh cũng chỉ có một mình Hàn Đông, cho nên chỉ cần anh bỏ ra 8 phần sức của mình thì cũng có thể dễ dàng đối phó với các chiêu thức của Hàn Đông. Lâm Thanh Diện cũng không muốn kết thúc trận chiến quá sớm. Dù sao cách nửa tiếng đồng hồ mà anh nói vẫn còn rất lâu. Theo thời gian trôi qua, tất cả những người ở đây đều yên tĩnh trở lại, những người lúc đầu cho rằng chỉ qua vài phút là Hàn Đông có thể xử lý được Lâm Thanh Diện đều ngậm miệng lại. Dựa vào tình huống hiện tại ở trong sân, rõ ràng Lâm Thanh Diện đang chiếm ưu thế hơn. Lúc này Hàn Tu Phổ cũng đã nhíu mày rồi, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại lợi hại như thế, đánh nhau với Hàn Đông trong một thời gian dài như vậy mà cũng không hề xuống dốc, đúng là hiếm thấy. Tô Thành Hải ngược lại bởi vì tình huống ở giữa sân, lúc đầu lông mày nhíu chặt cũng đã chậm rãi thả lỏng ra, xem ra Thư Hân cũng không nói dối ông ta, sức mạnh của Lâm Thanh Diện cũng không kém gì so với Hàn Đông. Sau khi trôi qua khoảng 20 phút, Hàn Đông đã thở hồng hộc, Lâm Thanh Diện vẫn còn tràn đầy sức sống như cũ. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Hàn Đông, cười nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thực lực của anh không yếu, có tư cách để tôi đưa ra một đòn dốc hết toàn lực. Một quyền này tôi sẽ không hề lưu tình chút nào, tiếp theo nếu mạng của anh không lớn, không thể chống đỡ nổi thì cũng đáng đời anh, tiếp chiêu đi." Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, cũng không dám lơ là chút nào, trên mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện đang xông về phía của anh ta. Lâm Thanh Diện nắm chặt nắm đấm, lúc nhào tới trước mặt của Hàn Đông, anh cũng đã đánh về phía ngực của Hàn Đông, tốc độ nhanh chóng khiến cho đa số những người ở đây đều không nhìn thấy rõ Lâm Thanh Diện ra quyền như thế nào. Hàn Đông không kịp phản ứng, chỉ có thể khoanh hai tay trước ngực để cản lại nắm đấm của Lâm Thanh Diệt, trực tiếp đánh vào trên cánh tay của anh ta. Ngay sau đó, một tiếng rắc truyền tới, trong nháy mắt thân thể của Hàn Đông lập tức bay về phía sau, nặng nề ngã xuống mặt đất, máu hóa thành cơn mưa máu phun ra từ trong miệng của anh ta, nhuộm đỏ cả khuôn mặt của anh ta. Ở hiện trường lập tức náo động. Chương 578: Nhà họ Hàn bị tiêu diệt. Hàn Tu phổ trợn mắt há hốc mồm nhìn con của mình bị ngã xuống đất một cách nặng nề, ông ta chẳng thể nghĩ đến con của mình lại bại dưới tay của một tên oát con vô danh. Ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn về phía của Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu xảy ra thay đổi rất lớn so với lúc trước, lúc ấy bọn họ không đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt, cảm thấy Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một trò đùa, bây giờ trong mắt của những người này đã dâng lên vẻ e ngại đối với Lâm Thanh Diện. Bọn người hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện chiến thắng, ai cũng thở một hơi nhẹ nhõm một hồi lâu sau hàn tu phổ mới kịp phản ứng được trong cơn hốt hoảng sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh của hàn đông ngồi xổm xuống đỡ anh ta dậy từ dưới đất con trai con không sao đó chứ hàn tu phổ tràn đầy lo lắng mà hỏi lúc này hàn đông đã không còn một chút năng lực hoạt động nào thân thể mềm oạt chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khò khè từ trong ít hầu của anh ta truyền tới sắc mặt của hàn tu phổ âm trầm nhìn về phía lâm thanh diện mở miệng nói thằng nhóc này cậu đã đánh con trai của tôi bị thương nặng chuyện này nhà họ hàn của tôi sẽ không để yên cho cậu đâu nói xong ông ta liền nhanh chóng nhìn về phía những người vệ sĩ của nhà họ hàn vội vàng nói con mẹ nó các người còn đứng thất thần ở đó làm cái gì nữa hả mau gọi xe cứu thương cho cậu chủ nhanh lên lâm thanh diện bước hai bước đi đến chỗ của hàn tu phổ lên tiếng nói theo như tôi thấy không cần thiết phải gọi xe cứu thương đâu Hàn Tu phổ trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, "Cậu có ý gì hả? Con trai của tôi đã bị thương nặng, chẳng lẽ cậu còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à?" Lâm Thanh Diện nhún vai rồi nói, "Ông chắc chắn là anh ta chỉ bị thương nặng đơn giản như vậy thôi à?" Sắc mặt của Hàn Tu phổ thay đổi, nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn Hàn Đông ở trong lòng lửa của mình một chút, chỉ nhìn thấy hai mắt của Hàn Đông đang trừng tròn vo, miệng hơi há ra, trong cổ họng không ngừng có âm thanh kỳ quái phát ra. Rất nhanh anh ta lại phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo đó đầu lệch qua phía bên cạnh, không còn động tĩnh nữa. Hàn Tu Phổ liền vội vàng lắc lư thân thể của Hàn Đông, mở miệng kêu lên, "Hàn Đông con sao vậy? Con mau nói cái gì đó đi, con đừng nằm ở đây mà không nhúc nhích." Tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ mà nhìn cảnh tượng này, bọn họ đều hiểu, Hàn Đông đã không thể nào cho Hàn Tu Phổ bất kỳ một câu trả lời nào nữa. Đối với kết quả này, Lâm Thanh Diện cũng không thấy bất ngờ chút nào. Một quyền dốc hết toàn lực của anh, nếu như không có sức lực ngang hàng với anh thì căn bản rất khó chống chọi nổi. Sau khi Hàn Đông đón nhận một quyền này, đợi một hồi lâu sau mới chết, đã coi như là lợi hại rồi. "Cậu đã giết con trai của tôi, tôi phải để cậu chôn cùng nó." Hàn Tu Phổ giống như điên cuồng, lúc này lại xông về phía của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn ông ta, lên tiếng nói, "Nếu như bây giờ người nằm dưới đất là tôi, chỉ sợ là ông sẽ không nghĩ đến để con trai của ông chôn cùng với tôi, loại người như các người, để cho người khác chịu thiệt thòi thì các người cũng không thèm quan tâm, nhưng một khi mình chịu thiệt thòi thì các người lại nói năng hùng hổ hơn so với bất cứ ai. Lúc này, Hàn Tu Phổ còn đâu tâm tư để quan tâm tới lời nói của Lâm Thanh Diện, sau khi lao đến trước mặt của Lâm Thanh Diện liền đưa tay bóp cổ của anh. Lâm Thanh Diện chợt lách người tránh khỏi, Hàn Tu Phổ không ổn định thân thể được, trực tiếp nằm trên mặt đất. Lúc này, lâm thanh diện nhìn thoáng qua đồng hồ lẩm bẩm một câu cũng đã sắp đến rồi nhỉ tiếng nói của anh vừa dứt ở cửa nhà hàng truyền đến một trận tiếng bước chân tất cả mọi người đều tò mò quay đầu nhìn về phía cửa phát hiện có một nhóm người mặc âu phục nhiều người mang theo kính trong tay cầm theo tài liệu và laptop đi đến những người kia cũng đi vào trong đại sảnh của nhà hàng hải tân dừng lại trước mặt của một đám khách khứa hàn tu phổ bò dậy từ dưới đất ông ta vốn còn muốn liều mạng với Lâm Thanh Diệt, đúng lúc này ông ta cũng chú ý đến một đám người đột nhiên đi đến. Những người dẫn đầu ông ta đều biết hết là giám đốc dự án của công ty có mối quan hệ hợp tác mật thiết với nhà họ Hàn. Ông ta có chút nghi hoặc nhìn đám người này, không biết tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây. Giám đốc Triệu, giám đốc Tôn, giám đốc Phương, sao mọi người lại đến đây vậy? Là đến đây đến tham gia bữa tiệc tối này à? Hàn Tu Phổ nhìn những người kia, mở miệng hỏi mấy người đi đầu nhìn Hàn Tu Phổ một chút, vẻ mặt đều tương đối nghiêm túc, có một người trong số đó trực tiếp đưa ra một phần tài liệu nói với Hàn Tu Phổ, kể từ ngày hôm nay, tập đoàn Khang Lâm của tôi sẽ chấm dứt mọi giao dịch kinh doanh với nhà họ Hàn, cũng ký kết thỏa thuận để làm bằng chứng, mong sau này nhà họ Hàn đừng đến bàn luận chuyện làm ăn gì với chúng tôi. Người này vừa nói xong, những người ở phía sau cũng đồng loạt bắt đầu la ỏm tỏi. Kể từ hôm nay, Tập đoàn Vân An của chúng tôi cũng sẽ kết thúc tất cả mọi giao dịch kinh doanh với nhà họ Hàn. Kể từ ngày hôm nay, nhà họ Thẩm chúng tôi cũng kết thúc tất cả các giao dịch kinh doanh với nhà họ Hàn. Kể từ ngày hôm nay, những người này đều là đại diện của tất cả các công ty hoặc là gia tộc có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà họ Hàn, bọn họ được phái đến để vạch ra ranh giới rõ ràng với nhà họ Hàn. Bọn họ gần như là chỗ dựa để nhà họ Hàn có thể đứng vững trên thị trường chứng khoán ở thành phố T. Nếu như không có những mối hợp tác này, sự phát triển của nhà họ Hàn sẽ sớm bị trì trệ, dòng tiền của bọn họ sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, tiền nợ ngân hàng còn không có để trả, không bao lâu nữa nhà họ Hàn sẽ phải tuyên bố phá sản. Mà những thứ này là một bước then chốt cho việc Lâm Thanh Diện làm tan dã quyền lực của nhà họ Hàn, trong khoảng thời gian này, công việc anh sắp xếp cho Thư Hân làm là thuyết phục các công ty và gia tộc này chấm dứt hợp tác với nhà họ Hàn bằng nhiều cách khác nhau, bằng cách dụ dỗ, dỗ hoặc là đe dọa. Lần này Lâm Thanh Diện đã sử dụng toàn bộ lực lượng của quan lĩnh được bố trí ở thành phố T, muốn làm ra chút chuyện này, đương nhiên là không có vấn đề gì. Hàn Tu phổ trợn mắt há hốc mồm nhìn những người này, hoàn toàn không ngờ đến bọn họ lại lựa chọn chấm dứt hợp tác với nhà họ Hàn trong thời điểm này. Lúc đầu ông ta muốn hỏi là vì lý do gì, nhưng mà ông ta liền phản ứng rất nhanh, rời ánh mắt lên trên người của Lâm Thanh Diện. Chuyện này, chuyện này đều là do cậu làm, Hàn Tu phổ mở miệng hỏi lâm thanh diện nở nụ cười rồi nói tôi đã nói rồi trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa tài sản của nhà họ hàn của ông sẽ bị sụp đổ con người của tôi từ trước đến nay không thích nói đùa hàn tu phổ chỉ cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn thiếu chút nữa đã trực tiếp ngồi xuống đất đừng tưởng rằng những thứ này là tất cả hành động của tôi mục đích của tôi là khiến cho nhà họ hàn của các người hoàn toàn biến mất trên thế giới này lúc này mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi lâm thanh diện nở nụ cười Hàn Tu Phổ nhìn Lâm Thanh Diện một cách khó hiểu, mở miệng hỏi, tại sao chứ, chẳng lẽ bởi vì con trai của tôi muốn cưới người phụ nữ này, là vợ của cậu. Đây là do người của nhà họ Tô đã làm, là bọn họ muốn gả con gái cho nhà họ Hàn của chúng tôi, tại sao cậu không đi tìm nhà họ Tô mà tính sổ, mà lại nhắm vào nhà họ Hàn của tôi. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, đi đến trước mặt của Hàn Tu Phổ, tiến đến bên tai của ông ta rồi hỏi, ông có còn nhớ rõ công tôn bác không? thân thể của Hàn Tu Phổ lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong đầu cũng đang hồi tưởng lại một vài cảnh tượng vào năm đó. Cậu, sốt của cậu là ai? Giọng nói của Hàn Tu Phổ đã hơi run rẩy. Ông ấy là ông nội của tôi. Lâm Thanh Diện nói xong thì liền rời khỏi chỗ Hàn Tu Phổ. Hàn Tu Phổ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, giọng nói của Lâm Thanh Diện cứ luôn văng vẳng ở bên tai, thêm vào đó nhà họ Hàn đang đứng trước nguy cơ diệt vong, con trai chết ở trên tay của Lâm Thanh Diện. Hàn Tu Phổ chỉ cảm thấy ngực của mình một ngạt dữ dội, sau đó hai mắt tối sầm, liền ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Chương 579, nhà họ Tô là của ông. Bữa tiệc của nhà họ Hàn và nhà họ Tô đã kết thúc, tối ngày hôm đó, gần một nửa số người thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Tê chứng kiến sự sụp đổ của nhà họ Hàn, trơ mắt nhìn một khối tài sản cách xù bị hủy hoại ở trong tay của một người đàn trông khá là bình thường. Cái tên Lâm Thanh Diện bỗng chốc trở nên bùng nổ ở thành phố Tê, trong quá khứ bọn họ không biết người này là ai, nhưng mà sau này cái tên này nhất định sẽ khiến cho những thế lực ở thành phố T nghe thấy liền sợ đến xanh mặt. Tối ngày hôm đó, sau khi Hàn Tu phổ mất đi, rốt cuộc cũng không thể tỉnh dậy được nữa. Là một người đã tham gia vào việc hám hại ông nội của Lâm Thanh Diện vào năm đó, Lâm Thanh Diện đương nhiên không thể nào để cho ông ta có thể tiếp tục sống ở trên đời. Tối ngày hôm đó trên đường người nhà họ Hàn đưa Hàn Tu phổ đến bệnh viện, Hàn Tu phổ cũng đã bị tắt thở không rõ nguyên nhân. Sau đó có không ít người suy đoán Hàn Tu phổ là bị Lâm Thanh Diện làm cho tức đến chết, cũng có người nói Hàn Tu phổ vốn bị bệnh tim, tối ngày hôm đó bị đã kích quá lớn, cho nên ông ta không thể chống chọi được. Đương nhiên cũng có người suy đoán cái chết của Hàn Tu phổ có liên quan tới Lâm Thanh Diện, có điều tốt ngày hôm đó chân chính xảy ra chuyện gì, cũng không có ai biết được. Chuyện hai ba con nhà họ Hàn chết cùng một ngày đã gây ra sóng to gió lớn ở thành phố T. Đây chính là một lời cảnh cáo cho tất cả những người ở thành phố T. Người trẻ tuổi có tên là Lâm Thanh Diện là một người không phải dễ dàng chiêu chọc. Sau khi các đối tác chấm dứt hợp tác với quy mô lớn, cổ phần của các công ty niêm yết thuộc nhà họ Hàn cũng đã bị bán ra với một số lượng lớn. Trong vòng một ngày, nền kinh tế của nhà họ Hàn rơi vào cảnh điêu tàn và sụp đổ hoàn toàn. Những người ở nhà họ Hàn như rắn mất đầu cũng đã hiểu được bọn họ gặp phải tai họa gì, cộng với việc có một số người dẫn dắt trong âm thầm, tất cả những người của nhà họ Hàn đều đang suy nghĩ làm như thế nào để kiếm được lợi nhuận trước khi nhà họ Hàn bị sụp đổ hoàn toàn, căn bản cũng không ai nghĩ đến việc vượt qua khó khăn vào thời điểm này. Từng hô mưa gọi gió ở thành phố T, sau đó ẩn giấu thực lực nhưng mà vẫn một tay che trời ở thành phố T, nhà họ Hàn đã trở thành lịch sử. Bởi vì những năm gần đây nhà họ Hàn cũng không xuất hiện nhiều ở thành phố T, cho nên ngoại trừ tối ngày hôm đó có một số người trải qua chuyện này, phần lớn những người ở thành phố T cũng không biết rằng có một con quái vật khổng lồ đã biến mất trong lịch sử. Về phần nhà họ Tô cũng không xui xẻo như là nhà họ Hàn, bởi vì Tô Thành Hải đã sớm đứng ở bên phe của Lâm Thanh Diện, cho nên mới không gặp phải kiếp nạn như thế. Nhưng mà một số người của nhà họ Tô tham gia vào chuyện này vẫn không có cách nào trốn thoát khỏi trừng phạt nên có. Nhà tổ của nhà họ Tô. Lâm Thanh Diện và Tô Thành Hải đứng ở cửa, hai người bị bắt giữ đầu tóc rối bời, khuôn mặt tiều tụy, không còn chút sức sống đi theo ở phía sau. Không ngờ có một ngày tôi với bà ấy sẽ phải đi đến tình trạng này, số phận quả là một thứ khiến cho người khác không thể hiểu được. Mặt mũi của Tô Thành Hải tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài nói: Nhân quả báo ứng thôi, gây ra nghiệp thì phải trả nghiệp, chẳng lẽ không đúng à? Lâm Thanh Diện lạnh nhạt mở miệng nói: Tô Thành Hải không nói tiếp nữa, ông ta chỉ biết nếu như người trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh của ông ta muốn trả thù thì không có ai có thể ngăn cản được, cho dù người đó là mẹ của Tô Thành Hải ông ta. Mấy người cùng nhau đi vào bên trong nhà tổ nhà họ Hàn, lúc này ở nhà tổ nhà họ Hàn có vẻ hơi quạnh quẽ. Tối ngày hôm đó trôi qua, có nhiều người đã nhìn rõ được tình trạng của hiện tại, biết rằng bà cụ nhà họ Tô gặp phải xui xẻo, cho nên đều chạy trước. Mấy người đi đến trước phòng của bà cụ Tô. Tô Thành Hải đẩy cửa ra bước vào bên trong. Lúc này bà cụ Tô đang ngồi ở bên giường, tóc tai rối bời, ánh mắt vô thần, những món đồ trang sức quý báu đó rơi đầy đất, cả căn phòng nhìn hỗn loạn cực kỳ. Nghe thấy cửa phòng được mở ra, bà cụ Tô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, thấy là Tô Thành Hải và Lâm Thanh Diện bước vào, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm hung ác, tức giận mắng to cái thứ đáng phải chịu ngàn dao này. Mày còn có mặt mũi đứng ở trước mặt của tao nữa à? Tô Thành Hải Mày chính là tội nhân của nhà họ Tô, đều là bởi vì mày mới làm cho nhà họ Tô của tao trở nên nghèo túng như thế, thật sự là mày đã ném sạch mặt mũi của tổ tiên 18 đời. Tô Thành Hải trừng mắt nhìn bà cụ Tô, nói: "Mẹ, nhà họ Tô không tụt dốc, mà chỉ có một mình mẹ mới tuột dốc mà thôi, mẹ không chịu tỉnh ngộ nhiều năm như năm vậy, bây giờ chỉ là báo ứng mà ông trời dành cho mẹ thôi." Bà cụ Tô lập tức mở to hai mắt nhìn, mở miệng la lên: "Cái thứ đại nghịch bất đạo như mày, mày có ý gì hả?" chẳng lẽ mày muốn kết hợp với cái thằng này để đối phó với tao à, tao là mẹ của mày đó. Tô Thành Hải lộ ra một nụ cười diễu cợt, mở miệng nói, không ngờ là bà còn có thể nói ra được những lời như vậy, thật sự khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi với bà, nói chính xác đã không còn mối quan hệ này, nhưng mà nhiều năm như vậy bà chưa từng coi tôi là con trai của bà mà đối xử, bà cứ để phòng tôi giống như là phòng trộm, sợ tôi sẽ cướp mất nhà họ tô từ trong tay của bà chứ gì có phải là bà cho rằng tôi không biết mấy năm gần đây tôi gặp phải tai nạn xe trúng độc ám sát là do ai làm à tôi nói cho bà biết giữa tôi và bà đã sớm không có bất cứ tình cảm gì nữa rồi đi đến một bước ngày hôm nay toàn bộ đều là do bà gieo gió gặt bão lúc này bà nói với tôi tình cảm mẹ con đã muộn lắm rồi sau khi bà cụ tôi nghe thấy được lời của tô thành hải sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt có làm như thế nào bà ta cũng không ngờ đến Tô Thành Hải lại có một ngày có thể nói chuyện với bà ta như vậy. Chuyện tiếp theo giao cho cậu đấy, tôi với bà ta đã không có quan hệ gì với nhau nữa, cho dù cậu xử lý bà ta như thế nào thì cũng không có liên quan gì tới tôi." Tô Thành Hải nói một câu với Lâm Thanh Diệt, sau đó liền quay người bước ra khỏi căn phòng. Trên mặt của bà cụ Tô tràn đầy vẻ tuyệt vọng, có điều trong lòng của bà vẫn không hề hối hận một chút nào, ngược lại còn đang trách móc Tô Thành Hải tuyệt tình. Lâm Thanh Diện nhìn bà cụ tô, sau đó cho người đẩy hổ phách đến bên cạnh của bà cụ tô. đứa nhỏ trong bụng của Bích Hoài là của Lâm Thanh Diện tôi. đám người hung ác tàn độc các người vậy mà lại dám làm hại một đứa bé chưa được sinh ra đời. bất kể thành công hay là không thành công, tội của các người đều không thể thoát được. Lâm Thanh Diện tôi từ trước đến nay là người có thù báo thù. các người đã làm hại con của tôi, tôi sẽ lấy mạng sống của các người. gieo nhân nào gặp quả nấy hy vọng các người sẽ biết rõ sai lầm của bản thân mình, kiếp sau làm nhiều việc thiện, đừng có sống ác độc như vậy nữa. Nói xong, anh ném cho hai người bên cạnh một ánh mắt, hai người bọn họ lập tức lấy ra hai gói thuốc, dùng nước ở trong phòng rót hai ly, cầm đến đặt ở trước mặt của hồ phách và bà cụ tô, uống đi. Mặt mũi của hồ phách lập tức tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bắt đầu quỳ gối ở trước mặt của lâm thanh diện cầu xin tha thứ, thân thể của bà cụ tô cũng run lên nhẹ nhẹ rõ ràng là quá sợ hãi không thể nói ra được bất cứ cái gì khi cái chết đang cận kề. Cậu cho rằng cậu là ai, cậu bắt chúng tôi uống thì chúng tôi liền uống à? Tôi chính là người nắm quyền của nhà họ tô, cậu đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ khiến cho cậu chết không có chỗ chôn Bà cụ tô hét lên với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện khoát khoát tay, hai người đàn ông cầm ly lập tức tiến lên cưỡng ép hổ phách và bà cụ tô, đổ thuốc ở trong ly vào trong miệng của hai người bọn họ. Lâm Thanh Diện cũng không tiếp tục đứng lại nữa, quay người đi ra khỏi căn phòng, đi đến trước mặt của Tô Thành Hải đang ngẩn người, sau đó dùng một giọng điệu lạnh nhạt mà nói, sau này, nhà họ Tô là của ông. chương 580, gặp được anh là may mắn lớn nhất của cuộc đời em. Tòa cao ốc Lam Khấu Lâm Thanh Diện đứng ở phía trước cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh sát ở bên ngoài cửa sổ, sau đó duỗi lưng một cái rồi lại thở dài một hơi. Lần này tiêu diệt nhà họ Hàn, tìm được hứa bích hoài, làm rõ thân phận của hứa bích hoài để cho những tảng đá đang treo ở trong lòng của lâm thanh diện rốt cuộc cũng đã rơi xuống trong lòng của anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà cái anh không thể tưởng tượng nhất đó chính là hứa bích hoài mang thai con của anh anh là một người đã sắp trở thành ba nghĩ đến đây trên mặt của lâm thanh diện nhịn không được mà lộ ra nụ cười đương nhiên trước mắt trí nhớ của hứa bích hoài vẫn còn chưa khôi phục lại được anh còn phải nghĩ cách để cho hứa bích hoài khôi phục ký ức Mặc dù là cảm giác đầu của tình yêu không tệ, nhưng mà Lâm Thanh Diện vẫn nguồn hứa bích hoài của trước kia. Một mình anh đứng đó cười ngây ngô cái gì vậy? Lúc này có một giọng nói vang lên. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết Thư Hân đến từ lúc nào. Không có gì hết, chỉ là nghĩ đến lần này đến thành phố T đã kết thúc những chuyện mà mình muốn làm, trong lòng dễ chịu không ít. Lâm Thanh Diện nói, cho nên anh dự định trở về à? Thư Hân hỏi lâm thanh diện nhẹ nhàng gật đầu nói chờ xử lý xong chuyện ở bên này cũng chính là thời điểm nên trở về mang bích hoài trở lại hoàn cảnh quen thuộc sẽ có lợi cho việc khôi phục ký ức của cô ấy anh thật tuyệt tình như vậy đó à anh muốn vứt bỏ người ta như thế này hả đi khỏi thật à thư hân lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương bộ dạng đó nhìn động lòng người bất kể là ai nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ sinh ra cảm xúc thương cảm lâm thanh diện đen mặt lại lên tiếng nói đừng có làm rộn Thư Hân lập tức cười hắc hắc, sau đó đi đến trước người của Lâm Thanh Diệt, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng mà nói, dù sao thì anh cũng phải đi, nếu không thì trước khi đi anh chiều chuộng tôi một lần đi, cũng để cho người ta cảm nhận được cảm giác tâm tâm niệm niệm lâu như vậy rồi. Tôi đảm bảo với anh, tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai biết đâu, cái này là bí mật nhỏ giữa hai người chúng ta, anh chỉ cần bỏ ra nửa tiếng đồng hồ. Lâm Thanh Diệt trực tiếp giơ tay lên gõ lên trên trán của Thư Hân, ở trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng là năng lực của Thư Hân rất mạnh, chỉ là có chút quá háo sắc, lại nói năng hồ đồ nữa thì tôi sẽ ném cô ra khỏi cửa sổ đó." Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Thư Hân tự chuốc lấy nhục, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm mất mát, sau đó mở miệng nói với Lâm Thanh Diện, "Thôi bỏ đi bỏ đi, cái tên du mộc này cả đời cũng không đeo được bao, vậy thì tôi sẽ nghĩ rằng anh không thể kiên trì nổi nửa tiếng đồng hồ, cho nên mới từ chối tôi." Lâm Thanh Diện cười khổ, đối với Thư Hân đúng là không có biện pháp nào cả tôi đến đây tìm anh là có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết anh có muốn nghe hay không hả thư hân mở miệng hỏi tin tức gì vậy lâm thanh diện hỏi hình như là vợ của anh đã khôi phục trí nhớ rồi đó chắc có lẽ là bị những thứ anh làm kích thích tới bây giờ cô ấy đang ở một mình ở trong phòng kia thư hân nói hai mắt của lâm thanh diện lập tức sáng lên kích động nói cô nói thật hả anh đi xem thử xem chẳng phải là biết liền ư thư hân nói lúc này lâm thanh diện quay người lại nhanh chóng chạy về phía thang máy đi xuống lầu thư hân nhìn theo bóng lưng của lâm thanh diện bất lực thở dài tự lẩm bẩm nếu như ngay từ lúc đầu cái tên này đụng phải mình thì tốt biết bao nhiêu chắc có lẽ đây chính là số mệnh ở trong phòng của hứa bích hoài lúc này hứa bích hoài đang ngồi ở bên giường trên mặt tràn đầy cảm xúc vẻ mê mang tồn tại trước đó trong đôi mắt của cô lúc này đã biến mất không còn thấy gì nữa. Đúng lúc này, cửa phòng bị người khác đẩy ra, Lâm Thanh Diện lao vào trong, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi, Bích Hoài, em đã khôi phục trí nhớ rồi, có đúng không? Thật là tốt quá đi thôi, anh còn nói là muốn dẫn em đến hoàn cảnh quen thuộc, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Lúc này hứa Bích Hoài đang ngồi thẳng người, nhíu mày chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một chút, lên tiếng nói, Lâm Thanh Diện, anh có thể mỗi ngày đừng có lộn xộn được hay không hả, không ra thể thống gì cả, anh có biết là tại vì anh mà nhà ta bị biết bao nhiêu người khinh miệt hay không, sau này anh có thể mạnh mẽ hơn một chút hay không hả? Lâm Thanh Diện lập tức sừng sờ, cảm nhận được giọng điệu nói chuyện của hứa Bích Hoài dường như trở về vài năm trước trong quá khứ, trạng thái lạnh lùng hờ hững của hứa Bích Hoài đối với anh. Bích Hoài, em, em sao vậy? Lâm Thanh Diện cẩn thận mở miệng hỏi tôi không có sao hết anh mau đi kêu người ta đưa chăn mền tới đi ở đây chỉ có một cái giường thôi chẳng lẽ anh lại muốn ngủ chung với tôi hả à? đừng có quên lúc ở nhà anh vẫn ngủ ở dưới đất đó hứa bích hoài nói lâm thanh diện lập tức hiểu ra quả thật trí nhớ của hứa bích hoài đã khôi phục lại rồi chỉ có điều là trí nhớ của cô chỉ khôi phục vào khoảng thời gian mấy năm trước thôi cái này khiến cho lâm thanh diện cảm giác đau cả đầu hứa bích hoài nhìn mặt mũi của lâm thanh diện tràn đầy vẻ xoắn suýt cô nói anh đi qua đây đưa mặt đến gần chỗ của tôi này lâm thanh diện có chút nghi ngờ dựa theo thái độ lúc trước hứa bích hoài đối xử với anh không phải là cô muốn cho mình một bà tay đó chứ em muốn làm cái gì lâm thanh diện mở miệng hỏi kêu anh đưa mặt đến đây thì anh cứ đưa đến đây đi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì hả hứa bích hoài trừng mắt nhìn lâm thanh diện rồi nói trên mặt của Lâm Thanh Diện tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà anh vẫn đưa mặt của mình tới, nghĩ thầm bây giờ hứa Bích Hoài cũng được xem như là người bệnh, mình không thể so đo với cô được. Anh nhắm mắt lại, cảm giác hứa Bích Hoài thật sự có thể sẽ đánh anh. Đúng lúc này, anh cảm thấy có một xúc cảm ướt át mềm mại, lập tức mở mắt ra, phát hiện hứa Bích Hoài đang hôn vào má của anh. Lâm Thanh Diện đột nhiên sửng sốt, không thể tin được mà nhìn hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi, Bích Hoài, em đây là... Hứa Bích Hoài lập tức nở nụ cười, trên mặt lộ ra nụ cười thích thú và vui vẻ, cô nói, cái đầu ngốc này, em đang gạt anh đó, tất cả trí nhớ của em đều đã khôi phục hết rồi, em đã nhớ lại hết rồi, lúc nãy em chỉ muốn trêu chọc anh thôi. Lâm Thanh Diện nhìn cô một cái, không ngờ đến Hứa Bích Hoài lại trêu chọc mình như vậy, anh lập tức kéo Hứa Bích Hoài vào trong lồng ngực của mình, mở miệng nói, em hay quá ha, cũng dám gạt anh nữa, xem xem anh xử lý em như thế nào. Nè, anh chọc nhẹ thôi em là người đang mang thai bé con đó hứa bích hoài vội vã nói lâm thanh diện nhanh chóng thu tay của mình lại bây giờ anh xem hứa bích hoài còn quan trọng hơn so với cả mình đương nhiên phải che chở cho cô đàng hoàng hứa bích hoài ngẩng đầu lên vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn lâm thanh diện cô nói lâm thanh diện cảm ơn anh gặp được anh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của em lâm thanh diện dịu dàng kéo hứa bích hoài vào trong ngực cúi đầu hôn lên đôi môi mượt mà của cô một hồi lâu sau Lâm Thanh Diện mới tách ra khỏi môi của hứa Bích Hoài, anh hỏi tiếp, nếu như em muốn cảm ơn anh, có phải là em nên làm chút gì đó không? Hứa Bích Hoài sướng sờ hỏi, làm cái gì đây? Ánh mắt của Lâm Thanh Diện nhìn thẳng vào trong cổ áo của hứa Bích Hoài, còn liếm liếm môi nữa. Mặt của hứa Bích Hoài lập tức đỏ bừng lên, đưa tay đánh vào Lâm Thanh Diện, nói cái đồ xấu xa này, anh không sợ ảnh hưởng đến đứa bé hả? Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cũng không còn là một người đàn ông ngay thẳng trong quá khứ, dùng một giọng nói xấu xa mà nói với Hứa Bích Hoài, ngoại trừ phương thức truyền thống, không phải còn có thể dùng. Nói xong, Lâm Thanh Diện đặt ngón tay trên đôi môi mềm mại của Hứa Bích Hoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 581, công tôn thắng. Ở hải ngoại, trên một hòn đảo nào đó không biết tên. Lúc này có một ông già đang ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá. Hai mắt nhắm chặt lại, bộ dạng đã nhập định. Sóng biển đang không ngừng đập ở trên bãi đá ngầm trên bờ, từng cơn gió biển thổi lung lay quần áo của ông lão, nhưng mà ông ta vẫn không hề bị thay đổi bởi hoàn cảnh xung quanh, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không ảnh hưởng đến sự tập trung của ông ta. Một hồi lâu sau có một bóng dáng cường tráng xuất hiện ở một khoảng cách cách với ông lão không xa, bộ dạng của cậu trai trẻ này, gương mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt sắc bén lộ ra mấy phần lạnh lùng bóng dáng của anh ta đi về phía ông lão một cách nhanh chóng, không hề phát ra một âm thanh nào, giống như bước chân của anh ta dẫm đạp trên mặt đất sẽ không sinh ra bất kỳ một chấn động. Cả người của anh ta giống như hòa tan vào trong âm thanh của gió biển và tiếng sóng biển, nếu như đang nhắm mắt lại, căn bản cũng không thể nào phát hiện được sự tồn tại của anh ta. Trong thời gian trước mắt, cậu thanh niên cũng đã vọt đến sau lưng của ông lão, không biết từ lúc nào trong tay của anh ta xuất hiện một con dao sắc bén, lúc đi đến sau lưng của ông lão không hề lưu tình mà đâm sau lưng của ông ta mắt thấy con dao sắp đâm vào lưng của ông lão trên mặt của người thanh niên lộ ra một nụ cười hưng phấn đúng lúc này ông lão vẫn luôn không nhúc nhích ở trên tảng đá đột nhiên bay lên không trung thân thể trực tiếp lộn mèo trên không trung hai ngón tay kẹp lấy lưỡi của con dao nhẹ nhàng dùng lực sắc một tiếng con dao được chế từ hợp kim gãy thành hai mảnh trong thời gian một cái chớp mắt ông lão đã đứng ở trước mặt của người thanh niên hai ngón tay kẹp lấy một nửa con dao còn lại cũng đang chống đỡ ở trên cổ của người thanh niên. Người thanh niên nuốt nước bọt, từng giọt từng giọt mồ hôi lớn ở trên trán lăn xuống. Một hồi lâu sau, người thanh niên lui ra phía sau hai bước, cúi đầu thật sâu với ông lão, mở miệng nói, sư phụ, đệ tử đã cố gắng hết sức. Ông lão nở nụ cười, âm thanh khàn khàn mở miệng nói, con có thể đi đến gần ta mười thước, dựa vào tình hình thực tế mà nói, những người trong độ tuổi của con không có người nào có thể làm đối thủ của con. Con ở bên cạnh của ta đã ba năm rồi, bây giờ cũng đã đến lúc nên rời đi. Người thanh niên lập tức cúi người sâu hơn một chút, mở miệng nói, sư phụ, đệ tử cảm thấy học nghệ của mình chưa tinh thông, nguyện ở lại bên sư phụ để luyện tập thêm vài năm nữa. Ông lão cười cười mở miệng nói, những gì có thể dạy ta đều đã dạy cho con hết rồi, hơn nữa còn lại cũng chỉ là ma luyện thời gian đối với con mà thôi, con tiếp tục ở lại bên cạnh của ta cũng sẽ không có tác dụng gì lớn hơn. Vào khoảng thời gian trước, không phải gia tộc của con đã phái người đi đến đây đón con rồi à? Đi đi, con đã đến ngưỡng phải xuất sư, trên con đường sau này phải dựa vào chính con. Ở cách hòn đảo không xa có một chiếc máy bay trực thăng đang đậu ở đó, có mấy người mặc Âu phục đang nhìn về phía bên này. Người thanh niên nghe thấy nói như vậy, cũng không dám nói cái gì nữa, trả lời lại đệ tử tuân mệnh. Đi đi sau khi trở về đừng để cho ta mất mặt là được rồi ông lão phất phất tay đệ tử nhất định sẽ không để cho tên tuổi của sư phụ phải chịu nhục sư phụ bảo trọng người thanh niên nói xong liền quay người đi về phía máy bay trực thăng công tôn thắng đi chưa được hai bước ông lão lại mở miệng gọi một tiếng lúc này người thanh niên quay đầu lại lại cúi đầu với ông lão một lần nữa sau khi trở về đừng bởi vì thực lực của mình mà đắc trí trong thế hệ trẻ tuổi con cũng được xem như là nhân tài kiệt xuất, nhưng cách với tông sư vẫn còn một khoảng chênh lệch rất lớn. Nếu như gặp tông sư, đừng ham chiến đấu, bảo vệ mạng sống của mình là quan trọng." Ông lão mở miệng nói. "Đệ tử xin ghi nhớ, công tôn thắng không lơ là chút nào." Đương nhiên là anh ta biết rõ sự kinh khủng của tông sư, người trước mắt của anh ta là bậc thầy trong giới võ học, là cao thủ tông sư một thời, Lôi Uyên Hành lúc nãy anh ta đã xuất hết toàn lực với lôi uyên hành không hề giữ lại một chút nào nhưng mà vẫn bị một chiêu của lôi uyên hành chế trụ lại như cũ nếu như lôi uyên hành coi anh ta là kẻ thù chỉ sợ là anh ta đã trở thành một cái xác chết lôi uyên hành căn dặn xong câu này liền xoay người lại không nói thêm cái gì nữa công tôn thắng cũng không do dự bước nhanh đi về phía máy bay trực thăng không bao lâu máy bay trực thăng cất cánh rời khỏi hòn đảo ở hải ngoại Lôi Uyên Hành nhìn chằm chằm vào máy bay trực thăng chậm rãi biến mất trở thành một cái chấm đen nhỏ, lưỡi dao vẫn đang kẹp giữa ngón tay của ông ta búng mạnh ra ngoài, trực tiếp cắm vào trong tảng đá mà lúc nãy ông ta ngồi xếp bằng ở đó, biến mất không thấy gì nữa. Trên trực thăng, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đưa cho Công Tôn Thắng một sấp tài liệu, lên tiếng nói: "Cậu chủ, trong khoảng thời gian mà cậu không có mặt, ông chủ đã phái cậu chủ Ninh Diệt trừ nhà họ Lâm ở kinh đô, không ngờ đến lại chết trong tay của gia chủ đương thời là Lâm Thanh Diện của nhà họ Lâm. Ông chủ rất tức giận, kêu cậu chủ trước khi trở về thì phải mang đầu của cái người Lâm Thanh Diện này về gặp ông ấy. Công tôn thắng nhíu mày, mở miệng hỏi thực lực của Lâm Thanh Diện này là như thế nào, cái tên phế vật công tôn ninh này vậy mà lại chết ở trên tay của một tên tàn dư phản tộc à. Tin tức mới nhất vừa mới nhận được, nói là Lâm Thanh Diện đã đánh chết đồ đệ của bậc thầy chiến đấu quy điền nhất lang. Công tôn thắng lập tức cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, loại người như là quy điển nhất lang, nếu như ba năm trước đây có lẽ tôi còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà bây giờ có 10 cái quy điển nhất lang đi nữa cũng không phải là đối thủ của tôi. Những người thế tục ngày sao có thể biết được sự mạnh mẽ của võ học chân chính chứ, nếu như không phải ba năm nay tu luyện cùng với sư phụ, chỉ sợ là tôi còn tưởng rằng một người đánh nổi nghìn người là mức cực hạn rồi. Bây giờ suy nghĩ lại, thật sự là buồn cười mà, sức mạnh chân chính làm sao dừng ở chỗ đánh lại một nghìn người đơn giản như vậy được. Nếu như ba đã bàn giao, vậy thì tôi thuận tay đi xử lý cái tên lâm thanh diện này, diệt trừ những con chuột hôi hám cho gia tộc. Trên chiếc máy bay từ thành phố T đến Hồng Thành, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ở bên cạnh bọn họ chính là một người đàn ông trung niên hơi béo, lúc này đang nói chuyện với bạn của ông ta đi du lịch ở đâu là tốt nhất. Tôi nói cho các người biết nha, điểm thu hút khách du lịch nhất không phải là Tam Á, Hawaii, cửu trại châu gì đó đâu, mà là một hòn đảo có tên là đảo Ánh Trăng, Hawaii mà các người biết đến cái gì đó cũng đều là những nơi bình thường mà con người bước tới thôi. Đi đến đảo Ánh Trăng này du lịch đều là những người giàu có chân chính, chỉ đi du lịch ở trên đó một vòng, không có mấy trăm triệu thì căn bản không thể đến đó được đâu. Ở trong đảo Ánh Trăng này không chỉ có cảnh sắc yêu Mỹ, có thể nói là một hòn đảo du lịch có hoàn cảnh tốt nhất ở trong nước, hơn nữa ở trên đảo còn có đủ các hạng mục giải trí mà các người không ngờ tới, đây mới thật sự là đồ chơi của kẻ có tiền, tam á mà các người nói thấp kém lắm. Mấy người bạn của người đàn ông trung niên nghe thấy lời nói của người đàn ông trung niên, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ ước ao, rõ ràng là ai cũng muốn đi đến đảo ánh trăng từ trong miệng của người đàn ông trung niên này để xem một chút. Lâm Thanh Diện nghe người đàn ông trung niên kể chuyện, nghĩ đến lần này hứa Bích Hoài Bình An trở về nhà, còn khôi phục ký ức nếu như để ăn mừng, vậy thì anh cũng nên dẫn hứa Bích Hoài ra ngoài đi chơi một vòng. Với lại sau khi kết hôn cùng với hứa Bích Hoài thì hai người bọn họ vẫn chưa hưởng tuần trăng mật, về tình về lý, anh cũng phải đền bù cho hứa Bích Hoài một tuần trăng mật. Trước khi lên máy bay, Lâm Thanh Diện đã nói tới chuyện này với hứa Bích Hoài, đương nhiên là hứa Bích Hoài vui vẻ đồng ý, cảm xúc cực kỳ vui vẻ, có điều là cô cũng không biết muốn đi đến nơi nào để hưởng tuần trăng mật. Bây giờ nghe thấy người đàn ông trung niên này nói tới đảo Ánh Trăng, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng đã đưa ra quyết định. Anh quay đầu lại nhìn Hứa Bích Hoài một chút, anh hỏi, không bằng chúng ta đi đến đảo Ánh Trăng này hưởng tuần trăng mật đi, như thế nào? Hai mắt của Hứa Bích Hoài sáng lên, lập tức nhẹ gật đầu. Lời nói này của anh đã bị người đàn ông trung niên đó nghe thấy, người đó nghiêng đầu qua nhìn, mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, người anh em tôi khuyên là các người vẫn đừng có suy nghĩ đó, ở một nơi như là đảo Ánh Trăng, không phải là nơi mà các người có thể đến. chương 582, trở về Hồng Thành. Ồ, nói thế nghĩa là sao? Sau khi nghe người đàn ông trung niên nói thế, Lâm Thanh Diện cất tiếng hỏi lại. Người đàn ông trung niên quan sát Lâm Thanh Diện một lúc rồi mới đáp, người anh em, cậu cũng đừng trách tôi nói thẳng, chắc khi nãy cậu cũng nghe thấy rồi, phí cơ bản để đi đảo Ánh Trăng chơi một tuần thôi là đã vài trăm triệu rồi, đó là còn chưa tính đến tiền tiêu vào các hạng mục giải trí trên đảo ánh trăng nữa đấy tôi thấy cậu cũng không giống với dân nhà giàu cậu cứ nghe tôi chém gió là được rồi đảo ánh trăng dành cho những người có tiền không liên quan gì đến chúng ta đâu lâm thanh diện lập tức phì cười anh cất tiếng nói mặc dù tôi ăn mặc bình thường nhưng vẫn có tiền để đến đảo ánh trăng mà anh nói chơi một tuần chủ yếu là vợ tôi muốn đi tất nhiên tôi phải dẫn cô ấy đi rồi người đàn ông trung niên nhìn hứa bích hoài Ánh mắt ông ta lập tức sáng bừng, trong lòng thầm nghĩ vợ của cái tên này đẹp thật, đúng là hoa nhài cắm bãi cướp trâu. Nói thật lòng nhé, vợ cậu đẹp thật đấy, để làm đẹp lòng vợ mà cậu cũng chịu bỏ ra vốn liếng lớn, cậu làm anh bội phục thật đấy, có điều cậu nghe anh khuyên đi, dù chúng ta có tiền đi đảo ánh trăng thật đấy, nhưng tiền đó lại là tiền tích lũy cả đời mới đủ, sau khi về cậu phải sống làm sao đây, loại người như chúng ta làm sao trả nổi chi phí ở đó chứ?" Người đàn ông trung niên khuyên bảo Vài người bạn của ông ta cũng bắt đầu khuyên nhủ Lâm Thanh Diện, nói Lâm Thanh Diện còn trẻ nên ưa sĩ diện, bọn họ hiểu điều đó mà, ai nấy cũng khuyên Lâm Thanh Diện đừng chú ý đến mặt mũi quá như thế. Sau khi nói được một lúc, cả đám người bắt đầu chuyển sang khuyên nhủ hứa bích hoài, nói rằng Lâm Thanh Diện kiếm tiền không dễ, cô là phụ nữ thì nên thông cảm cho anh, đừng có tiêu tiền một cách tùy tiện như thế. Hai người Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài nghe bọn họ nói mà khóc không được cười không xong, đúng là số tiền vài trăm triệu rất to lớn với người bình thường nhưng với Lâm Thanh Diệt, đây chỉ là chút tiền lẻ mà thôi. Có điều bọn họ cũng biết ý tốt của những người này, không hề mượn cơ hội này để sỉ nhục hai người họ nên cũng chẳng nói gì. Cả đám người nói được một lúc bèn bắt đầu nói đến Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài rất nổi tiếng ở Hồng Thành hồi trước. Bọn họ đều đã nghe kể về Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhưng không biết mặt mũi của bọn họ ra sao, bởi thế không biết rằng người mà bọn họ bàn tán đang ngồi bên cạnh bọn họ đây. Tất nhiên câu chuyện bọn họ bàn tán là phiên bản đã bị thêm mắm dặm muối, có rất nhiều chuyện Lâm Thanh Diện chưa từng làm nhưng cũng gán vào người anh, khiến cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài lúng túng vô cùng. "Người anh em, cậu có biết Lâm Thanh Diện không? Người này đúng là truyền kỳ thật, cậu phải học hỏi người ta đi, nếu như cậu có tài năng như cậu ta thì đừng nói là đi đảo ánh trăng chơi, cho dù cậu muốn sống ở đảo ánh trăng thì cũng không thành vấn đề đâu." Người đàn ông trung niên ngoái đầu lại nói với Lâm Thanh Diện vào lúc này, đột nhiên ông ta cảm thấy hứa Bích Hoài ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện hơi quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, có điều trong lúc nhất thời ông ta không nhớ ra mình đã gặp cô ở nơi nào, chỉ cho rằng mình hoa mắt mà thôi. Nghe người đàn ông trung niên nói thế, Lâm Thanh Diện gật gật đầu rồi nói, đúng thế đúng thế, nên học hỏi nên học hỏi. Sân bay Hồng Thành. Bây giờ có mười mấy chiếc xe ô tô đen đậu trước cửa sân bay, bên cạnh những chiếc xe ấy đều có vài người đàn ông mặc vest đen trông có vẻ oai phong lẫm liệt vô cùng. Có hai người chắp tay sau lưng mà đứng bên cạnh chiếc ô tô trên cùng, bọn họ nhìn vào cửa sân bay chăm chú như thể đang đợi người nào đó có địa vị cao lắm vậy. Tất nhiên hai người đó là ông trùm thế giới ngầm Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Bọn họ đã nhận được tin Lâm Thanh Diện trở về từ lâu rồi nên mới dẫn người ra sân bay đón. Những người xung quanh đều bị thu hút bởi mười mấy chiếc xe ô tô đậu ở đây, ai nấy cũng xôn xao bàn tán. Mấy người này đến đây làm gì thế? Nhìn có vẻ ngầu ghê nhỉ. Không nhìn thấy hai người đứng đầu à, một người là Trần Tài Anh, một người là Hướng Vấn Thiên, có thể nói hai người bọn họ là hai ông lớn ghê gớm nhất trong Hồng Thành đấy. Thật à, ông ta là ông trùm Trần Tài Anh trong thế giới ngầm sao? Đậu xanh, sao người như thế mà lại ra sân bay? Chắc là đến đón người, người có thể khiến cho bọn họ đích thân ra đón, trong cả Hồng Thành, e rằng chỉ có một mình lâm thanh diện mà thôi những người xung quanh đều bừng tỉnh thảo nào lại hoành tránh như thế hóa ra là đến đón lâm thanh diện đi lâu như thế rốt cuộc thì lâm thanh diện cũng về rồi trần tài anh cất tiếng đúng thế may là chị dâu không sao chứ bằng không chắc chắn anh diện sẽ nổi điên đến khi ấy không ai được sống yên hướng vấn thiên đáp trong lúc hai người bọn họ nói chuyện một cô gái xinh đẹp tức giận chạy đến nói với bọn họ hai người hay thật đi đến đón Lâm Thanh Diện mà cũng không nói cho tôi biết, hai người muốn tạo phản đúng không? Nói cho hai người nghe nhé, ở trong Hồng Thành, tôi mới là người có vị trí cao nhất, nếu lần sau mà các người còn dám làm như vậy nữa thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho các người đâu. Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên nhìn cô gái trước mặt mình, ai nấy cũng cảm thấy đau đầu, vốn dĩ bọn họ còn nghĩ rằng nếu như có thể khiến cô ta không đến thì đừng để cho cô ta đến, không ngờ bà cô này lại chạy theo rồi người con gái đứng trước mặt bọn họ không phải là ai khác mà chính là Trung Linh Nhi. Sau khi khỏi bệnh, Trung Linh Nhi lại thu dọn hành lý đến Hồng Thành. Lần này cô ta đến đây không phải để quấn lấy Lâm Thanh Diện mà là vì cô ta cảm thấy Hồng Thành rất được, rất đáng để sống. Đương nhiên có phải Lâm Thanh Diện khiến cho cô ta có cảm giác này hay không thì chẳng cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa Trung Linh Nhi đã bảm đảm với Lâm Thanh Diện rằng sẽ không quấn lấy anh nữa, cái giá phải trả là Lâm Thanh Diện không thể ngăn cản Trung Linh Nhi theo đuổi con trai tương lai của mình. Bây giờ Trung Linh Nhi đã nghĩ thông rồi, cảm thấy gọi Lâm Thanh Diện một tiếng Anh cũng chẳng có gì không tốt, huống hồ chi không phải là cô ta không còn ôm ấp hy vọng, dù gì cuộc đời này dài như thế, cô ta không tin rằng Lâm Thanh Diện sẽ không đẻ con trai. Lúc Trung Linh Nhi trở về, tiện thể còn dẫn theo hứa quốc hoa, ba vợ của Lâm Thanh Diện về theo, ban đầu hứa quốc hoa không chịu, dù gì ông cũng không muốn trở về đối mặt với gương mặt của Tống Huyền Khanh. Nhưng Trung Linh Nhi cảm thấy một gia đình phải đầy đủ mới được, nếu Lâm Thanh Diện đã dẫn hứa Bích Hoài về thì hứa Quốc Hoa cũng nên về chung, có thế thì gia đình mới được đoàn tụ. Thế là Trung Linh Nhi vẫn dẫn được hứa Quốc Hoa về mặc cho ông ấy phản đối. Nghe nói ngày đầu tiên hứa Quốc Hoa trở về đây, Tống Huyền Khanh đã cào rách vài lỗ trên mặt ông ấy, khiến cho hứa Quốc Hoa không chịu nổi nữa mà phải đi xin Trần Tài Anh, kêu Trần Tài anh sắp xếp nơi ở riêng cho ông ấy. Chẳng bao lâu sau, máy bay của Lâm Thanh Diện hạ cánh xuống sân bay Hồng Thành, anh và Hứa Bích Hoài tay nắm tay bước ra ngoài. Những người đàn ông trung niên nói chuyện với bọn họ suốt dọc đường cũng đi theo bọn họ, vừa bước ra khỏi máy bay, bọn họ đã nhìn thấy nhóm người Trần Tài anh ở đằng xa. "Trời ạ, à, bọn họ là ai mà lại đến đón máy bay kia chứ?" "Hoành tráng quá," một người đàn ông trung niên thốt lên đầy ngạc nhiên. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng nhìn thấy nhóm người Trần Tài Anh, anh cười cười rồi nói, đến đón chúng tôi đó. Sau khi nói dứt lời, anh bèn đi về phía bọn họ. Người đàn ông trung niên lập tức lẩm bẩm, nhóc con này vẫn hứa giả vờ giả vịt như thế, người ta đi đón hoành tráng đến thế mà có thể đón cậu ta được à? Có điều sau khi hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài vừa cười vừa trò chuyện với người đàn ông ở bên cạnh chiếc ô tô rồi lên xe, người đàn ông trung niên lập tức sững sờ thật, thật sự là đến đón cậu ta hả? Bây giờ một người bạn của ông ta bước đến, cất tiếng nói, tôi nghe ngóng được mấy người đó đi đón ai rồi. Ai? Người đàn ông trung niên hỏi vội. Mấy người đó là Trần Tài Anh, ông trùm thế giới ngầm ở Hồng Thành và Hướng Vấn Thiên, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, còn cô gái ấy là cô cả của Thương hội Thiên Nguyên, bọn họ xuất hiện cùng một lúc thì đương nhiên chỉ có thể đón Lâm Thanh Diện mà thôi. Lâm Thanh Diện Người đàn ông trung niên lập tức sướng sờ khi nghe thấy cái tên này, ông ta nhớ lại những lời mình nói với Lâm Thanh Diện lúc ở trên máy bay, trong phút chốc đã im bặt ngay. chương 583, sinh con trai. Không ngờ mới không gặp có mấy ngày thôi mà anh đã đi xe liên câu dài rồi, xem ra sống cũng được phết nhỉ. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói với Trần Tài Anh. Bây giờ mấy người bọn họ đều ngồi trên ghế sofa ra thật của xe liên câu dài rồi cười cười nói nói với nhau. Đây là chiếc xe bắt mắt nhất trong số hàng xe ô tô đậu trước sân bay, bởi vì có chiếc xe này nên những người xung quanh mới cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói đùa, Trần Tài Anh lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, phải nói rõ trước một điều, chiếc xe đến rước mọi người là tôi mượn từ hướng vấn thiên đấy, không liên quan gì đến tôi đâu, tôi và anh em của tôi sao bị được với mấy ông chủ lớn ở đây chứ. Hướng vấn thiên lập tức chừng mắt nhìn Trần Tài Anh rồi vội vàng nói với Lâm Thanh Diện, anh Diện, anh đừng nghe anh ta nói bừa, mấy chiếc xe này đều của công ty, tài sản của anh hết cả, tôi chỉ giúp anh chỉ huy mà thôi. Nghe anh ta nói thế, cả nhóm người đều bật cười ha hả, Trung Linh Nhi trợn mắt với ông ta, ông là người vô liêm sỉ giỏi nịnh bợ nhất mà tôi từng gặp đó. Hướng vấn thiên lập tức cảm thấy lúng túng, ông ta không dám đụng đến cô cả của thương hội thiên nguyên, chỉ đành cười ngờ nghịch hai tiếng. Trung Linh Nhi quay đầu nhìn hứa bích hoài bên cạnh mình rồi cất tiếng hỏi, chị dâu, nghe nói chị có thai rồi đúng không, là nam hay nữ đó mau nói cho em biết hứa bích hoài lập tức cảm thấy ngại ngùng cô ôm bụng bằng một tay rồi cất tiếng nói mới có ba tháng thôi nên còn chưa biết là nam hay nữ nữa đừng nhìn nữa chắc chắn là nam không sai được đâu trung linh nhi nói chắc như đinh đóng cột hứa bích hoài ngẩn người rồi cất tiếng hỏi cô ta tại sao bởi vì ông trời nể mặt em nên mới để chị sinh con trai đó trung linh nhi đáp mọi người đều không biết trung linh nhi có ý gì chỉ có lâm thanh diện biết vì sao cô ta lại hy vọng đứa bé này là con trai linh nhi cho dù là trai hay gái thì khi đứa bé ra đời chị để cho em làm mẹ đỡ đầu được không hứa bích hoài nghĩ đến việc vì hồi đó được trung linh nhi cứu nên mới giữ nổi mạng mình cô bèn nói với trung linh nhi một cách kích động trung linh nhi dứt khoát từ chối ngay không được em sẽ không làm mẹ đỡ đầu của đứa bé này đâu nếu làm mẹ đỡ đầu thì làm sao em nói đến đây lâm thanh diện lập tức ho khan hai tiếng đến nước này trung linh nhi mới không nói tiếp nữa gương mặt hứa bích hoài toát ra vẻ ngạc nhiên cô cho rằng có thể làm mẹ đỡ đầu của đứa trẻ thì địa vị của người đó trong gia đình sẽ được nâng cao trung linh nhi không chịu lẽ nào là vì có ý kiến gì với cô hay sao chị dâu chị đừng hiểu lầm em không làm mẹ đỡ đầu của con chị là có lý do hết đó sau này chị sẽ biết ngay thôi em chẳng có ý kiến gì với chị cả thích còn không kịp nữa là chỉ mong chị sớm ngày sinh đứa bé ra thôi. Trung Linh Nhi giải thích. Cả đám người đều mù tịt khi nghe thấy lời Trung Linh Nhi nói, không biết cô ta có ý gì. Lâm Thanh Diện cũng rất lúng túng, chỉ sợ rằng Trung Linh Nhi sẽ nói huyệt vẹt giao hẹn của hai người bọn họ ra, biết đâu chừng hứa Bích Hoài sẽ giết anh mất. Có điều nghe Trung Linh Nhi gọi chị dâu, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy thoải mái, anh có thể nhận ra Trung Linh Nhi đã từ bỏ suy nghĩ ban đầu một cách triệt để rồi hứa bích hoài liếc nhìn lâm thanh diện rồi lại nhìn trung linh nhi cô cảm thấy chuyện này không đơn giản một chút nào bèn hỏi trung linh nhi ngay linh nhi em có thể nói cho chị biết lý do là gì không trung linh nhi cười hì hì bí mật nghe cô ta nói thế hứa bích hoài không tiện hỏi tiếp nữa cô nghĩ chắc lâm thanh diện biết nguyên do nên chắc chắn hỏi anh cho ra lẽ sau khi bọn họ về đến nhà mới được gần đây hồng thành thế nào rồi không xảy ra chuyện gì chứ lâm thanh diện vội vàng đổi đề tài để làm bầu không khí dịu xuống trần tài anh gật đầu rồi nói gần đây hồng thành không xảy ra chuyện gì hết hậu họa mà công tôn ninh để lại cũng đã xử lý gọn gàng rồi chỉ có điều mẹ vợ của anh mẹ tôi lại gây ra họa gì rồi nghe trần tài anh nói thế hứa bích hoài lập tức hỏi ngay khổ khổ cũng không tính là họa gần đây bác gái quen với một người đàn ông sắp xỉ tuổi mình không biết người đàn ông ấy đã dùng thủ đoạn gì mà lừa bác gái bán đi khách sạn quốc tế Thiên Thành rồi. Hai ngày trước ba vợ anh muốn về nhà sống, kết quả lại bị bác gái đánh đuổi ra ngoài, mẹ vợ của anh muốn ly hôn với ông để kết hôn với người đàn ông kia. Trần Tài Anh nói dứt lời bèn dè dặt nhìn Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài. Sau khi nghe hết, hứa Bích Hoài tức giận đến nỗi muốn gọi điện để hỏi Tống Huyền Khanh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thế nào thì cô cũng không ngờ mẹ của mình lại làm chuyện như thế, đúng là ngày nào cũng khiến cho người khác thấy lo lắng. Lâm Thanh Diện cũng nhíu mày lại, mặc dù anh biết Tống Huyền Khanh sẽ không ngừng nhưng cũng không ngờ bà ta lại muốn ly hôn với hứa quốc hoa. Trước lúc Lâm Thanh Diện rời khỏi Hồng Thành đã nói rằng sau khi tìm hứa Bích Hoài về, anh sẽ tính sổ với bà ta, xem ra bà ta không hề ghi nhớ những lời anh nói, lúc con gái mình mất tích mà lại bắt đầu đi ăn nằm với người đàn ông khác bây giờ về gia viên chăn tụy đi, tôi muốn xem xem rốt cuộc mẹ tôi muốn làm gì. Hứa Bích Hoài cắn răng nghiến lợi mà nói. Khủ khủ, bây giờ bác gái không còn sống trong gia viên chăn tụy nữa. Sau khi bác gái bán khách sạn quốc tế Thiên Thành đi thì đã mua một căn biệt thự trong trung tâm thành phố. Bây giờ bà ấy đang sống với người đàn ông kia trong căn biệt thự đó. Có điều tra rõ ràng lai lịch của người đàn ông đó chưa? Lâm Thanh Diện cất tiếng hỏi. Người đàn ông ấy đến từ vùng khác, chỉ chỉ tạm trong hồng thành 3 tháng mà thôi, trước mắt vẫn còn chưa điều tra rõ lai lịch của anh ta, có điều theo như quan sát thấy thì rất có thể đó là một tên lừa đảo. Trần Tài Anh đáp, được rồi, tôi biết rồi, đến gia viên chăn tụy trước đã. Lâm Thanh Diện cất tiếng nói, bây giờ hứa Bích Hoài đang mang thai nên không thể tùy tiện nổi giận được, lỡ như động thai thì mất nhiều hơn được, bởi thế anh không thể để cho cô đi xử lý chuyện của Tống Huyền Khanh được. Lâm Thanh Diện, thật sự không đi xem xem tình hình hiện tại của bà ấy à hứa bích hoài cất tiếng hỏi anh lâm thanh diện bật cười anh nói với cô em đừng lo lắng gì về chuyện này mai anh sẽ đi xử lý bây giờ em không thể tức giận vì những chuyện vặt vãnh này được lúc chúng ta trở về đã nói rõ với nhau rồi cho dù tống huyền khanh nuôi nấng em nhiều năm nhưng bà ta hại em suýt nữa đã bị hủy hoại bởi thế anh phải trừng phạt bà ta em cũng không thể cản hứa bích hoài chỉ đành gật đầu lúc biết được tống huyền khanh không phải là mẹ ruột của mình cộng với những hành vi tội lỗi của bà ta thái độ của hứa bích hoài dành cho tống huyền khanh đã thay đổi nhiều lúc trước cô chỉ đành chịu đựng khi nghe bà ta nói câu nói con là con gái của mẹ còn bây giờ đã không còn tác dụng nữa rồi lâm thanh diện hít mắt lại hứa bích hoài không xảy ra chuyện gì xem như là trong họa có phúc tất nhiên không thể không phạt tống huyền khanh nhưng còn phạt đến mức nào thì phải xem thái độ của bà ta Chương 584, đây là chuyện nhà tôi. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài thức giấc, bọn họ xuống nhà ăn, trên bàn đã bày sẵn các món do Tôn Tuệ Phương làm, hôm qua lúc Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài trở về đây đã đón Tôn Tuệ Phương và Hứa Quốc Hoa đến ở cùng. Hứa Quốc Hoa cúi đầu ủ rũ bước từ trong phòng ra, ông ấy ngồi xuống bàn ăn. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi xuống, Tôn Tuệ Phương bưng canh đến cho bọn họ rồi mỉm cười mà nói: sáng nay đi chợ hơi gấp nên không nấu nhiều món ăn tạm nhiều đây trước đã xem như là tiệc tẩy trần cho mọi người lâm thanh diện và hứa bích hoài đều cười cười nói đôi ba câu với tôn tuệ phương chỉ có hứa quốc hoa sầm mặt xuống có thể thấy được vết bầm bên khóe mắt của ông ấy đó là do tống huyền khanh đánh ông ấy khi ông ấy đến tìm bà ta vào hai ngày trước ba à mới sáng sớm ba đừng ủ rũ như thế bọn con vừa mới về ba vui lên chút đi Hứa Bích Hoài nhìn hứa quốc hoa rồi cất tiếng nói. Hứa quốc hoa thở dài, ông ấy nhìn hứa Bích Hoài, con gái, bây giờ ba, ba có thể gọi con như thế nữa không? Con đã biết lai lịch của mình rồi, theo lý mà nói con nên ở lại thành phố T mới đúng, dù gì đó mới là ngôi nhà thật sự của con. Hứa Bích Hoài cười cười, cô cất tiếng nói, ba, ba nói lung tung gì đấy, cho dù chúng ta không cùng chung dòng máu nhưng ba đã nuôi lớn con, nếu như con thật sự muốn ở lại đó thì bây giờ ba đã không nhìn thấy con nữa rồi sau khi nghe hứa bích hoài nói thế hứa quốc hoa lập tức cảm thấy mình được an ủi ban đầu lựa chọn nói lai lịch của hứa bích hoài cho lâm thanh diện biết là một quyết định chính xác rồi sau đó ông ấy quay đầu nhìn lâm thanh diện nói với anh bây giờ con muốn đi tìm bà điên tống huyền khanh đó hả lâm thanh diện gật gật đầu bây giờ bà ta vẫn còn chưa ly hôn với ba nhưng đã sống với người đàn ông khác rồi về tình về lý đều không nên làm thế. Hơn nữa con còn phải tính vài món nợ với bà ta. Hứa Quốc Hoa chỉ thở dài chứ không nói gì nữa. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thanh Diện kêu Hứa Bích Hoài đi xếp đồ đạc cần thiết cho tuần trang mật, còn anh lại đi thẳng đến tiểu khu mà bà ta ở. căn biệt thự Tống Huyền Khanh mua tên là Nhã Phúc Viên, được xem như là khu nhà ở cao cấp trong Hồng Thành. Trước kia Lâm Thanh Diện đến Nhã Phúc Viên, anh đã đến tập đoàn Thiên Dương trước để điều tra tin tức về Nhã Phúc Viên. Đây là dự án bất động sản của tập đoàn Thiên Dương. Rồi sau đó, anh bèn điều tra căn biệt thự mà Tống Huyền Khanh đã mua, phát hiện ra căn biệt thự này không hề đứng tên bà ta mà lại đứng tên một người đàn ông tên là Chu Sinh. Nếu như anh đoán không sai, cái tên Chu Sinh này là người đàn ông đã ăn nằm với Tống Huyền Khanh, nhưng sổ đỏ chỉ đứng tên mỗi một mình Chu Sinh, điều này khiến cho Lâm Thanh Diện tin rằng Tống Huyền Khanh bị người khác lừa. Sau khi điều tra kỹ càng, Lâm Thanh Diện rời khỏi tập đoàn Thiên Dương đi thẳng đến Nhã Phúc Viên. Anh đến trước cửa Nhã Phúc Viên, lấy tấm thẻ mở khóa ra, sau khi quẹt thẻ, anh bèn đi thẳng vào trong. Bảo vệ gác cửa thấy Lâm Thanh Diện lạ mặt bèn đến nói đội trưởng, đội trưởng, tôi thấy cái người vừa đi vào hồi nãy lạ mặt lắm, hơn nữa hình như tấm thẻ anh ta cầm trong tay khác với thẻ trong tiểu khu, không phải người tự làm tấm thẻ mở khóa để vào tiểu khu của chúng ta để ăn trộm ăn cướp gì đó chứ. Đội trưởng đội bảo vệ nghe thấy bảo vệ nói thế bèn trừng mắt, anh ta vội vàng nhìn theo Lâm Thanh Diện, bây giờ Lâm Thanh Diện đang cầm tấm thẻ mở khóa trong tay. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn tấm thẻ mở khóa trong tay Lâm Thanh Diện một lúc lâu, đôi mắt anh ta híp lại, rồi lập tức chừng to như thể nhớ ra điều gì đó, anh ta vội vàng vỗ đầu người bảo vệ vừa mới lên tiếng ban nãy. Người đó cầm thẻ đặc chế của tiểu khu đấy, chỉ có ông chủ và vài cổ đông của tiểu khu mới sở hữu loại thẻ ấy mà thôi má, nếu không phải tôi nhìn kỹ lại mà để cho cậu xông lên bắt anh ấy thì gây ra họa lớn rồi. Đội trưởng đội bảo vệ sợ bóng sợ gió một phen. Gương mặt của tên bảo vệ ban nãy cũng toát lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tấm thẻ trong tay Lâm Thanh Diện lại là thẻ đặc chế, thảo nào trước kia anh ta chưa từng nhìn thấy. Cùng lúc đó, trong lòng anh ta cảm thấy cảm khái, trong người ban nãy có vẻ không lớn lắm, còn trẻ như thế đã là cổ đông của tiểu khu bọn họ, đúng là không phải hạng tầm thường. Sau khi đi vào trong tiểu khu, Lâm Thanh Diện bước thẳng về phía căn biệt thự của Tống Huyền Khanh, anh đến trước cửa rồi bấm chuông. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa biệt thự mở rộng, Tống Huyền Khanh bước ra mới nụ cười bên môi, bà ta nói, không phải anh có chìa khóa rồi sao, sao còn? Tống Huyền Khanh còn chưa nói dứt lời đã nhìn thấy người đứng trước cửa là Lâm Thanh Diệt, bà ta biến sắc, rồi lập tức đanh giọng mà nói, sao cái đồ sao trổi nhà cậu lại đến nữa rồi. Tôi còn ngỡ là cậu chết ở bên ngoài kia chứ cậu mau cút đi cho tôi, đây là nhà tôi, cậu không có tư cách đến đây. Sau khi nói dứt lời, bà ta bèn đóng cửa lại. Lâm Thanh Diện duỗi tay đẩy ra cửa, anh dùng sức đẩy Tống Huyền Khanh vào trong. Anh đi vào theo rồi nhìn quanh quất bốn phía, không hề thấy ai khác ở đây. Ê cái đồ sao trổi, ai cho cậu vào đây hả, cậu hại con gái tôi mất tích, hại tôi nhà nát cửa tan, cậu còn có mặt mũi đến nhà tôi hả, cậu mau cút đi cho tôi, chứ bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Tống Huyền Khanh nói với Lâm Thanh Diện một cách hùng hổ. Vừa nghe thấy bà ta nói thế, Lâm Thanh Diện lập tức nổi nóng, bà ta không nhắc đến hứa bích hoài còn đỡ, vừa nhắc cô là Lâm Thanh Diện đã nổi điên, đến lúc này rồi mà bà ta còn muốn đẩy trách nhiệm sang cho anh, đúng là đồ vô liêm sỉ. Anh vùng tay tát thẳng vào mặt Tống Huyền Khanh, khiến cho bà ta ngã lăn ra đất. Bà còn biết con gái mình mất tích sao? Bà không quan tâm xem Bích Hoài sống như thế nào mà lại đi ăn nằm với người đàn ông khác, bà không nghĩ xem sau khi Bích Hoài biết chuyện này thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào hả? À? Lâm Thanh Diện chất vất bà ta. Tống Huyền Khanh ôm mặt mình lại, bà ta nghe Lâm Thanh Diện nói mà trong lòng cảm thấy trột dạ. Có điều bà ta vẫn thấy không phục khi Lâm Thanh Diện đánh mình, tôi làm thế nào cũng không mượn cậu lo. Cậu có tư cách gì để nói với tôi như thế? Sau đó bà ta chạy đến bên bàn, bấm một cái nút, đấy là nút gọi bảo vệ, chỉ cần nhấn thì sẽ có bảo vệ đến đây ngay. Nói cho cậu biết, Tôi đã gọi bảo vệ rồi đó, cậu tự tiện đột nhập nhà tôi, tôi sẽ bảo bọn họ nhốt cậu vào tù, cậu đợi bóc lịch đi." Tống Huyền Khanh giống vào mặt anh. Chẳng bao lâu sau, đội trưởng đội bảo vệ dẫn người xông vào trong biệt thự của Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh thấy bảo vệ đến bèn vội vàng lên tiếng, "Các người mau bắt cậu ta lại đi, cậu ta tự tiện đột nhập vào nhà tôi còn đánh tôi nữa, mau chóng bắt cậu ta vào tù đi." Đội trưởng đội bảo vệ liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta lập tức sững sờ. Đây chẳng phải là người cầm thẻ đặc chế ban nãy sao? Lâm Thanh Diện nhìn đội trưởng đội bảo vệ rồi lên tiếng, "Đây là chuyện nhà của tôi, các người muốn nhúng tay vào à?" Đội trưởng đội bảo vệ biết chuyện này không đơn giản, anh ta không thể đụng chạm đến người như Lâm Thanh Diện được, hơn nữa người ta đã nói là chuyện nhà rồi, bọn họ cũng chẳng tiện nhúng tay vào. Sau khi cân nhắc một lúc, đội trưởng đội bảo vệ nở nụ cười áy náy với Lâm Thanh Diện rồi dẫn nhóm bảo vệ ra khỏi phòng trước ánh mắt sững sờ của Tống Huyền Khanh chương 585, tính mối thù với Tống Huyền Khanh. Sao, sao bọn họ đi rồi? Tôi mới là chủ của nơi này, sao bọn họ có thể mặc kệ an toàn của tôi chứ? Tôi muốn đi khiếu nại bọn họ, mấy kẻ làm ăn vô lương tâm này. Tống Huyền Khanh la lớn tiếng ra ngoài cửa. Lâm Thanh Diện cũng không biết tại sao những bảo vệ này lại cung kính với anh như vậy, chỉ nhìn thoáng qua rồi liền rời đi. Nhưng nghĩ đến khu vực này là do công ty con về bất động sản của tập đoàn Thiên Dương đầu tư phát triển, có lẽ những bảo vệ này đã nhận ra anh là ai, cho nên mới không dám lo chuyện bao đồng. Tống Huyền Khanh kiêng kỵ nhìn Lâm Thanh Diện, nơm nớp lo sợ nói cậu, cậu nhanh chóng cút đi ra ngoài cho tôi. Những bảo vệ đó không dám làm gì cậu, nhưng tôi tin ông chủ của chỗ này có thể. Cậu mà còn lại ở chỗ này không đi, bây giờ tôi sẽ đi tìm ông chủ của nơi này ngay. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, lên tiếng nói, vậy thì bà không cần tốn công đâu, ông chủ của khu vực này là tôi. Tống Huyền Khanh tròn xoe mắt, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại nói bản thân là ông chủ của nơi này, hèn gì những bảo vệ kia thấy Lâm Thanh Diện giống như thấy tổ tiên vậy, hỏi cũng không dám hỏi liền bỏ đi. Nếu là trước đây, Tống Huyền Khanh có thể còn nghĩ Lâm Thanh Diện chỉ đang phốc phét, nhưng bây giờ, dù Lâm Thanh Diện nói một nửa căn hộ ở Hồng Thành đều là của anh, bà cũng không nghi ngờ gì. Cậu, cậu là ông chủ của chỗ này thì sao, chẳng lẽ cậu lại có thể tùy ý làm sằng làm bậy hay sao? Tôi dùng tiền mua biệt thự này, tôi có quyền với chỗ này, dù cậu là ông chủ cũng không thể tùy tiện xông vào nhà của tôi." Tống Huyền Khanh tiếp tục tìm lý do cho mình. Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Tống Huyền Khanh, cười lạnh nói, "Biệt thự bà mua sao? Biệt thự này có để tên của bà sao?" Tống Huyền Khanh nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, mắt bà sáng lên, không chút lo sợ nói, "Cho dù không viết tên của tôi thì sao chứ, là do tôi dùng tiền mua, để tên của ai cũng không quan trọng, tôi thích để tên người khác." cậu quản được sao? Lâm Thanh Diện thấy Tống Huyền Khanh đến lúc này vẫn hùng hồn như vậy, tức giận trực tiếp bóp cổ của bà, nâng bà lên khỏi mặt đất. Tống Huyền Khanh lập tức giấy ruộng, chán nổi gân xanh, mắt trợn trắng, mặt đỏ bừng cả lên. Bích Hoài bên ngoài sống chết không rõ, bà không quan tâm cô ấy có an toàn hay không, hơn nữa còn đuổi chồng của mình ra khỏi nhà, chạy đi bay bướm với người đàn ông khác, còn bán khách sạn quốc tế thiên thành, mua biệt thự cho một người đàn ông mới quen có mấy tháng, Bà thấy bà làm như vậy, có lỗi với Bích Hoài hay không?" Lâm Thanh Diện gần giọng từng câu từng chữ chất vấn Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh bị bóp cổ, không nói được lời nào. "Bích Hoài mất tích, bà có trách nhiệm rất lớn, bà là mẹ của cô ấy mà luôn chống đối cô ấy về mọi chuyện, giúp người khác hủy đi công ty mà cô ấy khổ tâm kinh doanh, vì chuyện này, tôi phải thay Bích Hoài cho bà nếm mùi đau khổ." Nói xong, Lâm Thanh Diện giơ tay kia lên, không chút do dự tát lên mặt Tống Huyền Khanh ba cái khóe miệng Tống Huyền Khanh lập tức chảy máu, nửa bị tát sưng lên trông khác hẳn bên mặt kia như không cùng một gương mặt vậy. Tống Huyền Khanh bị đánh sợ, bà cầu xin nhìn Lâm Thanh Diện, nước mắt lăn dài. Sức mạnh của Lâm Thanh Diện không phải người bình thường có thể sánh được, ba cái bà tay của anh không trực tiếp đánh cho Tống Huyền Khanh chấn thương sọ não đã tốt lắm rồi. Tống Huyền Khanh tự nhiên không chịu nổi, trong lòng sinh ra sợ hãi về cái chết. Lâm Thanh Diện cũng không vì nước mắt của Tống Huyền Khanh mà buông tha bà, anh tiếp tục nói, tôi đã tìm được Bích Hoài về rồi, cô ấy không sao hết, hiện tại cô ấy đang ở gia viên chăn tùy. Miệng Tống Huyền Khanh phát ra tiếng ô ô, giống như đang nói nếu đã muốn tìm về rồi, vì sao còn làm vậy với bà. Trong khoảng thời gian này, tôi đã biết thân thế của Bích Hoài rồi, bà không phải là mẹ ruột của cô ấy, cô ấy mất tích, cũng là vì đã về gia đình thật sự của cô ấy. Lâm Thanh Diện nói tiếp, sắc mặt Tống Huyền Khanh trắng bệch đi, bà không ngờ lâm thanh diện đã biết thân thế của hứa bích hoài nếu thật sự là như vậy vậy bà đã mất đi thứ mạnh nhất có thể chống lại lâm thanh diện rồi ở bên kia bích hoài sống rất tốt chẳng qua những người đó đón cô ấy trở về cũng chỉ vì lợi dụng cô ấy thôi trước khi bích hoài gặp chuyện cô ấy đã có thai mà ở bên kia đứa nhỏ trong bụng cô ấy suýt thì mất bích hoài mang thai con của tôi người muốn hại đứa bé bây giờ đã chết rồi mà bà là người thúc đẩy những chuyện này xảy ra có trách nhiệm rất lớn cho nên đứa bé trong bụng bích hoài gặp nguy hiểm bà cũng không tránh được đâu suốt lời lâm thanh diện lại tát thêm ba bà tay vào mặt kia của tống huyền khanh cả khuôn mặt của tống huyền khanh đều sưng hết cả lên khóe miệng không ngừng chảy máu nhìn rất thê thảm lâm thanh diện tát tống huyền khanh sáu cái bà tay xong mới thả tống huyền khanh xuống đất nếu không phải trước khi anh đến đây hứa bích hoài đã cầu xin anh Tống Huyền Khanh hiện tại e là đã trở thành một cái xác chết rồi. Tống Huyền Khanh lúc nãy bị Lâm Thanh Diện bóp cổ thiếu chút là khó thở đến chết, sau khi té trên đất, bà nhanh chóng hít thở, để bản thân hồi phục. Lúc này Lâm Thanh Diện ở trong lòng Tống Huyền Khanh, đã trở thành ma quỷ, anh chính là Diêm Vương lấy mạng từ địa ngục ra tới, bản thân bà chỉ cần chiêu chọc anh một chút, anh sẽ lấy mạng bà đi mất. Lâm Thanh Diện chờ Tống Huyền Khanh khôi phục hô hấp bình thường, sau đó nhìn chằm chằm bà hỏi chu sinh đang ở đâu tống huyền khanh nhanh chóng lắc lắc đầu nói tôi tôi không biết lâm thanh diện trừng mắt nhìn bà một cái nói đến nước này mà bà còn muốn bảo vệ cho kẻ lừa đảo kia sao anh anh ấy không phải kẻ lừa đảo lâm thanh diện tôi nhận sai với cậu cậu đừng đi tìm anh ấy gây chuyện tống huyền khanh cầu xin anh ta không phải kẻ lừa đảo vậy tại sao biệt thự chỉ để tên của một mình anh ta Tiền bà bán khách sạn quốc tế Thiên Thành đâu rồi? Có phải đều cho anh ta hết rồi phải không?" Lâm Thanh Diện chất vấn. Trước khi đến, Lâm Thanh Diện đã tìm người điều tra sổ sách của Tống Huyền Khanh, phát hiện tiền trong tài khoản của bà đều lần lượt chuyển hết cho Chu Sinh, hiện tại tất cả tiền của Tống Huyền Khanh đều ở chỗ Chu Sinh. "Anh, anh ấy lấy tiền là để làm ăn, tôi ủng hộ việc kinh doanh của anh ấy, chờ việc làm ăn của anh ấy có lời, anh ấy sẽ trả lại cho tôi gấp đôi." Tống Huyền Khanh nói. Lâm Thanh Diện lập tức cười cợt lên, không nghĩ tiếp tục nhiều lời vô ích với Tống Huyền Khanh, lạnh lùng nói, nói cho tôi biết, bây giờ anh ta đang ở đâu, nếu bà không nói, đừng trách tôi không nể tình. Tống Huyền Khanh vẫn do dự, Lâm Thanh Diện trực tiếp đi tới, tay bóp lấy cổ Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh lập tức run rẩy, nhanh chóng nói, tôi nói, tôi nói, anh ấy bây giờ có lẽ là đang ở sòng bài ngầm dưới quán nét ở đường Bình An, cậu đừng bóp cổ tôi, tôi nói hết mà audio điện tử võ tấn bền Chương 586, tôi có thể giúp ông thắng lại. Trên đường, Lâm Thanh Diện kéo theo Tống Huyền Khanh, dẫn bà đi tới đường Bình An. Tống Huyền Khanh đầy mặt kích động, ánh mắt cũng mang theo sốt ruột, xem ra là đang nghĩ biện pháp thoát khỏi Lâm Thanh Diện, nhanh chóng chạy trốn. Người trên đường nhìn thấy hai người họ, đều tò mò mà ngừng lại, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Lâm Thanh Diện trên người hùng hổ, chung quanh cũng không ai dám lại quá gần. Tống Huyền Khanh đảo đảo trong mắt, sau khi canh đúng thời cơ, lập tức thoát khỏi tay của Lâm Thanh Diệt, chạy như bay về phía mấy người xem náo nhiệt. Mọi người mau cứu tôi với, người này là kẻ buôn người, cậu ta muốn bán tôi đi, mọi người nhanh đi báo cảnh sát, kêu cảnh sát tới bắt cậu ta đi. Tống Huyền Khanh la to. Bà còn chưa chạy đến được phía trước của mấy người xem náo nhiệt, đã bị Lâm Thanh Diệt bắt trở về mấy người xem náo nhiệt đó đều cả kinh lúc này còn có người chất vấn lâm thanh diện anh rốt cuộc là đang làm gì làm gì mà bắt người ta lâm thanh diện lúc này căn bản là không có tâm trạng quan tâm tới những người này tiếp tục bắt lấy tống huyền khanh đi về phía trước những người đó thấy lâm thanh diện không định giải thích lập tức muốn ngăn lâm thanh diện lại hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tống huyền khanh thấy mọi người muốn ngăn lâm thanh diện lại trong mắt liền toát ra một tia hy vọng tiếp tục hô, xin mọi người mau cứu tôi, cậu ta chính là ma quỷ, cậu ta sẽ giết chết tôi. Lúc mọi người ở đây tính tiến lên, một người đàn ông cản những người đó lại, mở miệng nói, mọi người không biết người đó sao, người đó là Lâm Thanh Diện đấy, người mà anh ta đang bắt lấy hẳn là mẹ vợ của anh ta, phỏng chừng là chuyện trong nhà, tôi khuyên mọi người tốt nhất vẫn là đừng xen vào việc của người khác. Tất cả mọi người kinh ngạc, hiện giờ Lâm Thanh Diện cái tên này ở Hồng Thành chính là thần thoại tất cả mọi người đều biết ở Hồng Thành mặc trêu ai, cũng không thể trêu Lâm Thanh Diện. Vậy mà là Lâm Thanh Diện, tôi nói trước hèn gì nhìn có chút quen mắt, vậy xem ra chuyện này quả thật là chuyện nhà người ta rồi, tôi nghe nói mẹ vợ đó của anh ta cực kỳ đáng ghét, thường xuyên gây chuyện, này xem ra lại giống như là gây phiền hà cho Lâm Thanh Diện, nên bị trừng trị vậy. Chứ còn gì nữa, mẹ vợ đó của Lâm Thanh Diện vô cùng cay nghiệt, còn thích đổi trắng thay đen, vừa rồi bà ta thế nhưng nói Lâm Thanh Diện muốn giết bà ta, Thật sự là coi chúng ta như là kẻ ngốc, nếu không phải bà ta chọc giận người ta, người ta có thể tức giận như vậy sao? Thôi đừng quản chuyện nhà của người khác nữa, mau giải tán đi. Mọi người lập tức đều tránh Lâm Thanh diện một con đường, không một ai dám tiến lên cản lại. Vốn là Tống Huyền Khanh còn sinh ra một tia hy vọng, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của mọi người chung quanh, trên mặt nháy mắt chuyển thành tuyệt vọng, hơn nữa bà ta như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này vậy mà đánh giá bà ta như vậy thật sự là một đám người mắt bị mù, cùng một hạng người với lâm thanh diện mà, cứ tiếp tục như vậy, thế giới này chắc chắn sẽ xong đời. Tống Huyền Khanh trong lòng nói thầm một câu. Một đường đã tới cửa quán nét trên đường Bình An, Lâm Thanh Diện lôi Tống Huyền Khanh đi vào, tìm sợi dây thừng, trực tiếp trói bà lên trên ghế. Người trong quán nét đều bị dọa sợ, không biết đây là làm cái gì. Lâm Thanh Diện trực tiếp từ trong quần áo của mình lấy ra 60 triệu tiền mặt, ném cho quản lý quán nét mở miệng nói tôi đi vào một chuyến, coi chừng bà, đừng để bà chạy. Quán nét nhìn thấy 60 triệu tiền mặt đó, còn thiếu chút nữa là trực tiếp quỳ xuống kêu lâm thanh diện là ba, lúc này gật đầu, nói nhất định sẽ trông trừng tống huyền canh thật cẩn thận. Bên trong quán nét vốn là kinh doanh sòng bạc dưới lòng đất, người tới chỗ này ngoại trừ lên mạng, còn có đa dạng người trong xã hội, quản lý quán nét cũng biết có một vài chuyện của người khác không thể quản, nếu người ta đã trả tiền, vậy liền thành thật mà làm theo lời người ta là được rồi. Lâm Thanh Diện cầm lấy di động của Tống Huyền Khanh, ở bên trong tìm thấy ảnh chụp của Chu Sinh, sau đó liền lập tức đi vào bên trong. Dưới ánh đèn ảm đạm tối tăm, một đám người đang vây quanh trước một cái bàn, nhìn chằm chằm chén xúc sắc trong tay nhà cái, trong miệng hô to con số mà mình hy vọng. Lúc này ở phía trước nhất của cái bàn, một người đàn ông hơn 40 tuổi, nhìn qua có chút lôi thôi, để dâu cá chê đang trừng to hai mắt, hô to hết sức tiểu. Tiểu, tiểu, Trước mặt ông ta đặt mấy trăm triệu thẻ đánh bạc, lúc này đều đã cược hết cho tiểu, trước lúc này, ông ta đã thua mấy tỷ. Con mẹ nó, lần này khẳng định là tiểu, lần này bố đây nhất định sẽ thắng lại tiền vốn. Chu sinh thầm mắng một tiếng. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh ông ta, sau khi nhìn thoáng qua chén xúc sắc ở trong tay nhà cái, tiến đến bên tai của Chu sinh, nhỏ giọng nói một câu, nếu ông đặt tiểu, tiền vốn ban đầu đã thua sẽ không thể lấy lại được. Chu Sinh lập tức quay đầu nhìn người đang nói chuyện một cái, nhìn thấy là một người thanh niên, lập tức mắng một câu, đờ mờ, mày con mẹ nó bớt ở chỗ này chù ẻo bố đây, bố đây đã thua lâu như vậy, là thời điểm đổi vận, lần này bố đây nhất định có thể thắng. Lâm Thanh Diện chỉ là cười cười, không nói nữa, ánh mắt nhìn vào phía trên chén xúc sắc. Nhà cái lắc xúc sắc xong, hô to một tiếng mở, sau đó báo con số, đại. Chu Sinh nháy mắt cảm giác đỉnh đầu của mình toát ra một luồng khí lạnh, môi cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo ông ta không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự xui xẻo thời gian một ngày thế nhưng đã thua mấy tỷ lúc này ông ta quay đầu nhìn lâm thanh diện ở bên cạnh một cái nghĩ thầm khẳng định là bởi vì cái miệng thúi của thằng này nếu không mình khẳng định sẽ không thua ông ta lập tức nắm chặt quần áo của lâm thanh diện mắng đều mẹ nó là do mày nếu không tao sẽ không thua mày đền tao tiền đi lâm thanh diện không chút hoang mang mà là nói với chu sinh ông trước đừng có gấp bất quá là mấy trăm triệu mà thôi tôi có thể giúp ông thắng về chu sinh đầy nghi ngờ mà nhìn lâm thanh diện một cái mở miệng hỏi tao dựa vào cái gì mà tin mày chẳng lẽ một phen vừa rồi còn không đủ để cho ông tin tưởng tôi sao lâm thanh diện nở nụ cười chu sinh do dự một chút sau đó mở miệng nói vậy tao liền cho mày một cơ hội mày tốt nhất đừng có lừa tao nếu tiền của tao không thể kiếm về tao sẽ không tha cho mày ta chính là người có chống lưng, mày dám lừa tao, tao có thể giết chết mày. Lâm Thanh Diện bĩu môi, không nói cái gì, kêu Chu Sinh lấy thẻ đánh bạc qua. Sau đó bất quá chỉ là thời gian 15 phút, một cái thẻ đánh bạc ở trước mặt Lâm Thanh Diện đã biến thành mấy trăm triệu thẻ đánh bạc, người xem chung quanh đầy mặt đều là hâm mộ. Trên mặt Chu Sinh nhất thời hiện lên nụ cười tươi giói, cứ tiếp tục như vậy, tiền mà hắn ta thua, không bao lâu liền có thể thắng lại hắn ta duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Lâm Thanh Diệt, sau đó đem hết thẻ đánh bạc đến trước mặt mình, cười nói, thằng nhóc, coi như mày giỏi, hôm nay mày tiếp tục thắng lại cho tao 9 tỷ, tao sẽ không tính toán với mày nữa. Lúc này Lâm Thanh Diệt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Sinh, tươi cười với hắn ta. Chu Sinh có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Lâm Thanh Diệt nâng tay lên, hung hăng tát Chu Sinh một cái, tát hắn ta ngã xuống mặt đất, thấp giọng nói. Cầm tiền của người khác đánh bạc ở chỗ này, có phải rất thích hay không? chương 587, kêu 100 anh em tới. Chu sinh bị lâm thanh diện tát choáng váng, ngã xuống đất một lúc lâu cũng không có phản ứng gì. Mọi người xung quanh cũng đều bị dọa giật này, không biết tại sao đột nhiên lại ra tay. Mày, mày mẹ nó bệnh sao? Mày dám đánh tao, ông đây cho mày mặt mũi đúng không? Chu sinh hồi thần liền mắng anh. Lâm thanh diện lạnh lùng nhìn hắn ta, hỏi tiền tống huyền khanh bán khách sạn quốc tế thiên thành còn lại bao nhiêu sắc mặt chu sinh thay đổi mở to mắt nhìn lâm thanh diện nói mày mẹ nó là ai chứ ông đây có bao nhiêu tiền cần mày quản sao tao là lâm thanh diện lâm thanh diện nói chu sinh hít mắt sau khi biết thân phận của anh sợ hãi vừa sinh ra trong lòng lập tức tiêu tán hắn ta đứng dậy tức giận nhìn anh nói tao mẹ nó còn cho rằng mày là ai chứ thì ra là thằng con rể ngu xuẩn phế vật của Tống Huyền Khanh, mày thật sự là tài trời, lại dám đánh cả ông đây, hôm nay nếu mày không quỳ xuống xin lỗi tao thì chuyện này không xong đâu. Lâm Thanh Diện lập tức sướng sốt, anh vốn cho rằng sau khi mình nói ra thân phận thì tên chu sinh này sẽ nảy sinh cố kỵ, không nghĩ tới hắn ngược lại càng thêm phách lối. Tống Huyền Khanh gần như ngày nào cũng mắng đứa con rể của bà ta trước mặt chu sinh cả trăm lần, trong mắt bà ta, dù Lâm Thanh Diện có lợi hại thì cũng chỉ là sao trổi lại thêm đáy lòng bà ta không muốn khen anh cho nên lúc nói chuyện với chu sinh đều là nói lâm thanh diện trước đây ngu mốc bao nhiêu vô dụng bao nhiêu trước giờ chưa từng nhắc tới địa vị hiện giờ của anh ở hồng thành chu sinh lại là người vùng khác chưa từng nghe nói đến sự thích của anh ở hồng thành ấn tượng của hắn đối với anh đều là nghe từ chỗ tống huyền khanh cho nên trong lòng hắn lâm thanh diện vẫn là tên phế vật ngu mốc chỉ biết giặt đồ nấu cơm lâm thanh diện không để ý thái độ của chu sinh đối với mình dù sao bất kể thái độ của hắn thế nào, kết quả cuối cùng cũng như nhau. Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao, tiền mày lừa của Tống Huyền Khanh còn lại bao nhiêu? Lâm Thanh Diện lại hỏi. Mày mẹ nó miệng thối à, ai lừa tiền bà ta, đó là bà ta tự nguyện đầu tư. Chu Sinh Hùng Hồn nói. Lâm Thanh Diện thấy hắn nói vậy, trực tiếp bóp cổ hắn, lạnh giọng nói, mày muốn chết sao? Mặt Chu Sinh thoáng chốc đỏ bừng, không ngừng dẫy ruộng. Lúc này, Quản lý sòng bạc dẫn vài tên du côn vóc dáng vạm vỡ đi tới, đứng trước mặt Lâm Thanh Diện. "Các anh này, anh thế này là có ý gì? Đến sòng bạc chúng tôi gây sự, là không xem người ở đây ra gì sao?" Quản lý nhìn Lâm Thanh Diện nói. "Chu Sinh mấy ngày nay đã thua gần 30 tỷ ở sòng bạc của họ, là khách hàng lớn, chân thật của sòng bạc, bây giờ khách hàng gặp khó khăn, họ đương nhiên phải ra mặt giúp đỡ, nếu không sau này sẽ không ai hào phóng tặng tiền cho sòng bạc của họ như vậy nữa." lâm thanh diện nghiêng đầu nhìn quản lý một cái lạnh giọng nói không muốn chết thì cút quản lý lập tức tức giận không nghĩ tới tên này lại dám phách lối như vậy liền cho người của mình ra tay với anh chu sinh cũng hung hăng trừng mắt anh cắn răng nói đi em em buông ông ra ông là khách quý nơi này nếu mày còn gây phiền phức cho ông người của sòng bạc sẽ không bỏ qua cho mày chính vào lúc này trong đám người có người đi tới cạnh quản lý ghé vào tai hắn ta nhỏ giọng nói người này là Lâm Thanh Diện, tôi khuyên anh tốt nhất đừng chọc anh ta, nếu không chỉ một câu của anh ta, thì sòng bạc này của các người sẽ không còn nữa. sắc mặt quản lý thay đổi, đại danh Lâm Thanh Diện hắn ta đương nhiên từng nghe nói, hoàng đế ngầm hồng thành ở trước mặt anh cũng phải thành thật, hắn chỉ là một quản lý sòng bạc mà thôi, sao có thể chọc tới đại nhân vật thế này? huống chi hắn có thể lên tới chức quản lý sòng bạc còn là dựa vào có thân thích đi theo Trần Tài Anh nếu để Trần Tài Anh biết hắn dám nói chuyện với Lâm Thanh Diện như vậy, hắn và thân thích của hắn e rằng đều xong đời. Ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, quản lý lập tức ngăn cản đám du côn phía sau mình, sau đó đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, khom người với anh, mặt đầy xin lỗi anh, là tôi có mắt không tròng va chạm với anh, tôi dẫn người đi ngay, tuyệt đối sẽ không lắm chuyện nữa, sòng bạc này anh muốn làm thế nào thì làm, cho dù dở bỏ cũng không sao, chúc anh chơi vui vẻ. Nói xong, quản lý bèn dẫn mấy người dứt khoát rời đi, sợ mình đi muộn sẽ bị Lâm Thanh diện tát cho chết. Chu sinh vốn cho rằng người của sòng bạc giúp mình thì hôm nay mình nhất định không sao nhưng khi nhìn thấy một màn này liền lập tức nghịch mặt. Hắn không hiểu những người này tại sao lại sợ một tên phế vật, miệng nói hàm hồ vài câu. Thấy người của sòng bạc rời đi, Lâm Thanh Diện cũng không tính toán với họ, tất cả lửa giận của anh hiện tại đều tập trung trên người Chu sinh và Tống Huyền Khanh, đương nhiên không tâm tư để ý người khác thấy Chu Sinh sắp bị mình bóp chết, Lâm Thanh Diện buông lỏng tay, nói tao không quan tâm mày lừa Tống Huyền Khanh bao nhiêu tiền, bây giờ tao cho mày một cơ hội, mày theo tao tới trước mặt Tống Huyền Khanh giải thích rõ rốt cuộc mày là người thế nào, để bà ta biết rõ mình rốt cuộc ngu xuẩn bao nhiêu thì tao có thể tha cho mày không chết, nếu không, thần tiên cũng không thể cứu được mày. Chu Sinh vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình, theo hắn thấy, một phế vật ngu xuẩn như Lâm Thanh Diện, căn bản không có tư cách nói chuyện như vậy với mình. Hắn lùi về phía sau hai bước, cắn răng nghiến lợi nói: "Mày mẹ nó đừng cho rằng sức mày mạnh thì tao sẽ sợ mày, nói cho mày biết, tao ở đây có quan hệ, mày có tin tao gọi một cú điện thoại kêu mấy anh em tới chém chết mày không?" Lâm Thanh Diện lập tức bị lời này của hắn chọc cười, anh biết, nếu không thể chu sinh kiến thức đến năng lực của mình thì tên này sẽ tiếp tục cố chấp như Tống Huyền Khanh. "Được, vậy mày gọi đi." Lâm Thanh Diện nói. Chu Sinh không nói hai lời lấy điện thoại ra, mắng mỏ nói vài câu sau khi cúp điện thoại lường lâm thanh diện nói mày ở đây chờ cho tao người của tao sẽ đến ngay đến lúc đó mày đừng sợ đái ra quần lâm thanh diện cười dứt khoát tìm ghế ngồi xuống hỏi tao cũng kêu vài người tới mày không để ý chứ chu sinh bĩu môi cười khinh thường mày mẹ nó là đồ phế vật có thể gọi ai chứ mày cứ tùy ý đi dù sao người mày gọi tới nhất định cũng phế vật như mày đối với ông đây mà nói căn bản không có uy hiếp gì Lâm Thanh Diện không để ý hắn nữa, mà là lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Tài Anh. Kêu 100 anh em tới sòng bạc ngầm phố Bình An, nhanh nhất có thể. chương 588, bị dọa đến mức tè ra quần. Nửa tiếng sau, một vài người đàn ông cởi trần, xăm trổ, đầu đinh, bụng bia đi đến sòng bạc ngầm. Những người này là một số, bạn nhậu, mà sau khi chu sinh đến Hồng Thành quen được, được gọi là một số cặn bã của xã hội, bởi vì chu sinh ra tay rất hào phóng nên những người này đều tình nguyện uống rượu cùng với chu sinh bây giờ nghe thấy chu sinh gặp phiền phức những người này lập tức cầm tiếp sát vội vàng đi đến mẹ nó chính mày là người gây phiền phức cho anh chu của bọn tao một người đàn ông bụng vệ cầm thanh sắt chỉ vào lâm thanh diệt hung hăng nói lâm thanh diệt nhìn chằm chằm vào những người này cười nói đám lưu manh chu sinh trừng mắt với lâm thanh diệt mắng em mờ sao nó mày bớt giả vờ giả vịt đi, tao thấy bây giờ mày chắc chắn đã bị dọa đến mức sắp tè ra quần rồi. Mày đừng giả vờ nữa, bây giờ mày mau quỳ xuống đập đầu xin lỗi tao, sau đó đưa cho tao 15 tỷ, tao sẽ tha thứ cho mày, nếu không những người anh em này của tao sẽ không lưu tình với mày. Mấy người kia đều vinh váo, hung hăng nhìn Lâm Thanh Diện, dáng vẻ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Lâm Thanh Diện liếc nhìn thời gian, lẩm bẩm có lẽ sắp đến rồi mày còn ở đây lẩm bẩm cái gì cái gì sắp đến rồi chu sinh nheo mắt nhìn lâm thanh diện lời nói của ông ta vừa rơi xuống bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dày đặc mặt đất có chút rung lắc những người ở trong sòng bạc đều tỏ ra nghi hoặc không biết xảy ra chuyện gì âm thanh gì thế chu sinh liếc nhìn xung quanh mấy tên xăm chỗ kia cũng cảm thấy nghi hoặc lắc đầu với chu sinh có lẽ bên ngoài có người đến tôi đi xem người đàn ông lúc nãy cầm thanh sắt hướng về phía lâm thanh diện hét lên một câu đi về phía cửa của sòng bạc anh ta vừa đi đến cửa mấy bóng người từ bên ngoài xông vào đâm vào người đàn ông vừa mới đi ra sau đó cơ bắp run rẩy khí thế hùng hổ đi vào trong sòng bạc đột nhiên lấp đầy sòng bạc chu sinh và mấy người bạn nhậu của anh ta lập tức há hốc mồm căn bản không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng người đột nhiên xông vào kia có đến hàng trăm người cho dù là một người đánh bọn họ, chỉ sợ là mấy người bọn họ cũng sẽ bị đánh đến mức liệt nửa người. Chứ đừng nói đến 100 người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có thể lấy một địch người. Sau khi những người này xông vào, trực tiếp bao vây mấy người chu sinh, tạo thành tường đồng vách sắt, khiến bọn họ không có cơ hội để chạy thoát. Anh Diệt, là mấy người này gây phiền phức cho anh sao, em dẫn theo anh em đến để băm vằm bọn hắn ta. Lý Huỳnh Thái đứng trước nhóm người, trong tay cầm một con dao pha, trên người tràn đầy sát khí hét lên. Mấy người chu sinh bị dọa đến mức cả người run rẩy bình thường lúc bọn họ uống rượu cũng hay chém gió, xăm trổ để giả vờ làm dân anh chị, sao có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lúc những tên côn đồ được đào tạo bài bản này xông vào, bọn họ sớm đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Trần Tài Anh đi đến trước mặt Lâm Thanh Diệt, nói, gặp chuyện gì? Tôi mang theo vài người như thế này có đủ không? Nếu không đủ tôi sẽ gọi thêm, lâm thanh diện cười nói không có chuyện gì to tát những người này giả vờ ức hiếp tôi tôi gọi các cậu qua chỉ để dọa bọn họ thôi trần tài anh quay đầu liếc nhìn mấy người chu sinh đi đến trước mặt bọn họ lạnh lùng nói là các anh gây phiền phức cho lâm thanh diện thế nào chán sống rồi sao ra vẻ muốn ức hiếp người khác cũng không nhìn xem người trước mặt là ai thật là người nào cũng dám động vào các người cũng thật lợi hại nha lúc này mấy người bạn nhậu của chu sinh đều nhận cha trần tài anh bị dọa đến mức khuôn mặt tái mét. Anh, chấm ANS là Trần Tài Anh, một người trong số đó nói. Lẽ nào mày đã từng gặp người thứ hai tên là Trần Tài Anh sao? Trần Tài Anh hỏi ngược lại. Người kia bị dọa đến mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất. Anh Trần, là chúng em có mắt như mù, anh đại nhân đại lượng tha cho bọn em đi mà. Những người còn lại thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống, cầu xin Trần Tài Anh. Chỉ có một mình Chu Sinh vẫn mơ hồ, không biết Trần Tài anh là ai. Các người, tại sao phải quỳ với anh ta? Anh ta là ai?" Chu Sinh hỏi. Người bên cạnh anh ta trừng mắt với anh ta, nói anh ấy là hoàng đế ngầm của Hồng Thành. "Lần này thật sự bị anh hại đến thảm rồi, bây giờ tôi thật sự muốn bóp chết anh, anh trêu chọc ai không trêu lại chọc phải một đại thần tôn quý như vậy, tôi thật sự rất hối hận." Chu Sinh hít một hơi thật sâu không ngờ người mà lâm thanh diện tìm đến lại là hoàng đế ngầm của hồng thành không phải tống huyền khanh đã nói tên tiểu tử này chỉ là đồ bỏ đi sao sao có thể có người lợi hại như vậy đến để giúp đỡ anh chứ trần tài anh liếc nhìn chu sinh hỏi mày muốn thịt nát xương tan hay là ném vào núi làm mồi cho sói chọn một cái đi sau khi chu sinh nghe thấy lời nói của trần tài anh cơ thể không khỏi run rẩy sau đó có tiếng nước chảy quần của hắn ta đột nhiên bị ướt không ngờ tên tiểu tử này lại bị dọa sợ đến mức tè ra quần đại ca em cầu xin anh bỏ qua cho em đi mà em thật sự không biết mọi người là ai nếu như em biết lâm thanh diện còn có mối quan hệ như vậy có đánh chết em cũng không dám động đến anh ta chu sinh lo lắng đến mức bật khóc trần tài anh có chút ghét bỏ lướt nhìn chu sinh nói đúng là đồ vô dụng chỉ một câu nói đã bị dọa ra thế này lâm thanh diện đi đến nói được rồi đừng dọa ông ta nữa trừ ông ta, những người khác đều dẫn đi xử lý một trận, sau đó dẫn Tống Huyền Khanh ở bên ngoài vào đây, chuyện này cũng nên có một kết thúc. Trần Tài anh gật đầu, lập tức căn dặn Lý Huỳnh Tài dẫn mấy người bạn nhậu của Chu Sinh đi, sau đó lại dẫn người đi dẫn Tống Huyền Khanh ở bên ngoài quán ba đến. Lúc này Tống Huyền Khanh vẫn còn mơ màng, bà ta không hề biết bên trong xảy ra chuyện gì, lúc Trần Tài anh dẫn người qua đã dọa bà ta sợ, trong lòng cũng dâng lên linh cảm bất an bà ta biết thủ đoạn của lâm thanh diện tên tiểu tử này ngay cả giết người cũng không quan tâm cũng không biết bây giờ chu sinh thế nào rồi sau khi trần Đại anh kêu người dẫn tống huyền khanh vào trong ném hai người tống huyền khanh và chu sinh vào cạnh nhau tống huyền khanh ngửi thấy mùi nước đái trên người chu sinh lập tức cau mày lại nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phát lạc của chu sinh trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu chu sinh nhìn thấy tống huyền khanh đến đột nhiên khuôn mặt tràn đầy sự hận thù trực tiếp tát bà ta một cái nói con tiện nhân này. Không phải mày nói con rể của mày là đồ bỏ đi sao? Sao bây giờ anh ta lại có thể gọi hoàng đế ngầm của Hồng Thành đến? Tôi thật sự bị bà hại chết mà. Tống Huyền Khanh vội vàng che mặt mình lại, vô cùng ủy khuất nói, sinh, không phải ông nói cả đời này sẽ không đánh tôi sao? Tại sao bây giờ ông lại ra tay đánh tôi? Lẽ nào ông đã khuất phục trước sự hung ác của Lâm Thanh Diện? Chu sinh không nói nên lời, chửi rùa, mẹ nó, Bây giờ ông đây thành cái dạng này, không bóp chết bà là tốt rồi, lúc đó thật sự không nên vì bà dễ bị lừa mà đi dỗ dành bà, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chương 589, tự tạo nghiệp, không thể sống. Tống Huyền Khanh nghe thấy những lời Chu Sinh nói, lập tức trợn tròn mắt, không dám tin nhìn ông ta, nói: "Sinh, ông, ông nói cái gì?" "Ông nói tôi dễ bị lừa." Chu Sinh cúi đầu, cũng không dám nhìn Tống Huyền Khanh, trong lòng ông ta rất rõ nếu như lúc này ông ta dám nói dối trần tài anh thật sự có thể băm vằm ông ta sinh ông nói đi ông có ý gì tại sao ông lại nói như vậy trước đây không phải ông đã từng nói rất ngưỡng mộ sức hấp dẫn của tôi mới đến tìm tôi sao tại sao bây giờ ông lại nói ông bị tôi lừa khuôn mặt tống huyền khanh tràn đầy sự lo lắng muốn chu sinh cho bà ta một đáp án chu sinh có chút khét bỏ lướt nhìn tống huyền khanh nói những lời tôi nói đều là lừa bà không ngờ bà thật sự xem là thật, bà sắp 50 tuổi rồi, một người phụ nữ đã sắp 50 tuổi, lấy đâu ra sức quyến rũ chứ, nếu không phải bà có tiền, bà cho là tôi có thể nhìn chúng bà sao. Tống Huyền Khanh cảm thấy lời này của Chu Sinh giống như con dao hung hăng đâm vào trái tim bà ta, cả người đột nhiên bùng nổ. Hai tay bà ta nắm lấy cánh tay Chu Sinh, điên cuồng nói, Chu Sinh, ông nói rõ ràng cho tôi. Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải là ông bị Lâm Thanh Diện uy hiếp, nên cố ý nói với tôi như vậy nhất định là vì sợ lâm thanh diện nên mới không dám nói thật lòng có đúng không chu sinh giơ tay lên đẩy tay tống huyền khanh ra nói tôi là vì sợ anh ta nên mới nói thật lòng lẽ nào bà thật sự không có chút đầu óc nào sao tôi tùy tiện nói mấy câu bà đã tin tống huyền khanh đột nhiên cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống đất trên mặt lộ ra sự đáng thương lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào chu sinh lạnh lùng nói, khách sạn quốc tế Thiên Thành bán bao nhiêu tiền. Chu Sinh liếc nhìn Lâm Thanh Diệt, trong lòng có chút sợ hãi, bây giờ ông ta một chữ cũng không dám nói sai, lo sợ mình bởi vì có chút lo lắng, Lý Huỳnh Thái ở bên trên sẽ xông đến giết ông ta. Một, tổng cộng bán 105 tỷ. Số tiền này đều đã bị ông lấy hết, Lâm Thanh Diệt hỏi. Trên trán Chu Sinh lập tức đổ mồ hôi, có chút trột dạ nói, còn, còn để lại 3 tỷ cho bà ta lý huỳnh thái ở bên cạnh nghe xong tức giận kề sát dao vào cổ chu sinh chửi rủa em mờ sao nó cái khách sạn kia là của mày sao mẹ nó mày lại lấy hết tiền ai cho mày cái dũng khí đấy hả chu sinh bị dọa sợ đến mức sắp bật khóc tôi sai rồi tôi sai rồi tôi không dám nữa tống huyền khanh thấy vậy vội vàng đẩy con dao mà lý huỳnh thái đang kề trên cổ chu sinh xuống nói cậu làm gì vậy số tiền kia là tôi tự nguyện đưa cho ông ấy tôi là vì giúp ông ta làm kinh doanh, đợi ông ta làm ăn có lợi nhuận rồi sau đó trả lại cho tôi, có thể còn hơn thế nữa. Lâm Thanh Diện thấy đến lúc này Tống Huyền Khanh vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm vào Chu Sinh nói, ông nói cho bà ta biết, hơn 100 tỷ kia dùng để làm gì, nói rõ ràng, nếu như nói sai một chữ, tôi cũng không ngăn cản được con dao trong tay cậu ấy. Chu Sinh vội vàng gật đầu, nói, số, số tiền đó đều bị tôi dùng để đánh bạc, riêng ở sòng bạc này tôi đã thua gần 30 tỷ, còn 30 tỷ bị tôi lấy đi đầu tư cổ phiếu, kết quả kết quả đã mất hết, ở chỗ tôi bây giờ còn lại 15 tỷ. Tống Huyền Khanh nghe hết những lời Chu Sinh nói, cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Sinh, dùng giọng nói của một người mắc chứng cuồng loạn, hét lên, Chu Sinh, không phải ông nói ông lấy số tiền này dùng để làm ăn sao, không phải ông có một chuyện làm ăn có thể kiếm được lợi nhuận không thâm hụt vốn sao. Tại sao, Tại sao bây giờ ông lại nói như vậy? Chu Sinh không dám đối diện với Tống Huyền Khanh, à, ấp a ấp úng nói: "Trước đây tôi có quen một người, ông ta nói với tôi đưa tôi đi chơi chứng khoán, có thể giúp tôi kiếm được một số tiền lớn. Tôi thấy anh ta nói quả thật có chút ý nghĩa, nên đã tin anh ta, đưa cho anh ta 15 tỷ để làm học phí, sau đó lại lấy 15 tỷ để kinh doanh cổ phiếu." Nhưng ai biết được người này lại là một tên lừa đảo, những cổ phiếu anh ta kêu tôi mua, không đến mấy ngày đã giảm giá anh ta cũng mất tích tôi không thể tìm được tôi muốn kiếm lại số tiền này nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một cách duy nhất cũng chỉ có thể đánh bạc ai biết được vận may trong cờ bạc của tôi cũng vô cùng kém chỉ mấy ngày đã mất trắng chu sinh vừa nói xong lý huỳnh thái đã đạp vào mặt ông ta lớn tiếng mắng ông ta là đồ ngu mà lúc này tống huyền khanh đã hoàn toàn tuyệt vọng đến tận lúc này bà ta mới nhận ra chu sinh là một tên lừa đảo mà bà ta vẫn luôn tin tưởng ông ta như vậy. 75 tỷ này chỉ còn lại 30 tỷ sao? Trần Tài Anh nhìn chằm chằm vào Chu Sinh hỏi. Chu Sinh xoa mặt, nói, "30, 30 tỷ kia dùng mua một căn biệt thự." Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào ông ta, hỏi, "Ông lừa bà ta bằng cách nào để bà ta ghi tên của ông lên sổ đỏ?" "Tôi, lúc đó tôi với bà ta viết tên của hai người đều là vợ chồng, bà ta và chồng bà ta không thể ly hôn." nếu như viết tên của bà ta thì nó chính là tài sản chung của bà ta và chồng bà ta nếu như viết tên của tôi thì chồng bà ta sẽ không có phần bà ta lập tức đồng ý giọng nói của chu sinh đã trở nên nhỏ giống như một con muỗi ngay cả một người bình thường vẫn hay trầm mặc như lâm thanh diện sau khi nghe chu sinh nói xong trong lòng cũng cảm thấy tức giận sự đáng ghét của tống huyền khanh đã đến mức cả người và thần đều phẫn nộ bà ta thà tặng không cho chu sinh một căn biệt thự cũng không muốn cho hứa quốc hoa một chút tiền, làm đến mức này, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng không nói nên lời. Anh Diện, tên ngốc này lại lãng phí tiền của nhà anh, anh muốn xử lý ông ta như thế nào, nếu như muốn giết ông ta, em sẽ lập tức ra tay. Lý Huỳnh Thái vô cùng tức giận nói. Giết chết ông ta thì quá hời cho ông ra rồi, chặt đứt tay chân của ông ta, ném ra đường làm ăn mày. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Lý Huỳnh Thái lập tức gật đầu, sau đó cùng mấy người khác kéo Chu Sinh đi về phía con hẻm nhỏ sau sòng bạc. Chu Sinh đau khổ cầu xin, xin tha cho tôi, mấy vị ông nội, ba của tôi, mọi người tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Không có ai trả lời ông ta, ngay cả Tống Huyền Khanh, cũng từ bỏ việc cầu xin cho Chu Sinh, lúc này trong lòng bà ta đã tĩnh mịch, bà ta không hiểu rốt cuộc trong khoảng thời gian này bà ta đã làm gì. Sau khi Chu Sinh bị đưa đi, Lâm Thanh Diện đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Huyền Khanh, lên tiếng hỏi, bây giờ bà biết sốt cuộc mình ngu xuẩn đến mức nào chưa? Tống Huyền Khanh hoàn hồn lại, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, cầu xin, Lâm Thanh Diện, cái này đều là lỗi của tôi, là tôi nhất thời hồ đồ, mới bị tên lừa đảo kia lừa gạt, bây giờ tôi đã không còn gì, cầu xin cậu cứu tôi, để tôi đi gặp Bích Hoài với cậu, tôi đảm bảo sẽ thay đổi, sau cũng sẽ không như vậy nữa. Lâm Thanh Diện cười chế nhạo một tiếng, quay người đi ra khỏi sòng bạc, khẽ nói. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Sau này bà tự sinh tự diệt, Bích Hoài và người nhà của tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với bà. chương 590, Tống Huyền Khanh, hứa quốc hoa ly hôn. Gia viên chăn tùy. Khi Lâm Thanh Diện về đến nhà đã là sẩm tối, chuyện của Tống Huyền Khanh làm anh có chút đau đầu, bởi vì thân phận của bà ta đặc biệt, Lâm Thanh Diện không thể đối đãi giống như người khác, trực tiếp giết chết là xong chuyện được mặc dù bây giờ anh đã biết tống huyền khanh không phải là mẹ của hứa bích hoài nhưng anh đồng thời cũng biết hứa bích hoài là một người trọng tình cảm cho dù chuyện mà tống huyền khanh làm sai nhiều hơn hứa bích hoài vẫn sẽ xem bà ta là mẹ của mình nếu như lâm thanh diện trực tiếp giết tống huyền khanh hứa bích hoài chỉ sợ cả đời này sẽ không tha thứ cho anh tống huyền khanh thật sự là một người tệ bạc một chút nhưng hứa bích hoài thường kể với lâm thanh diện lúc nhỏ tống huyền khanh đã vì cô mua chiếc váy xinh xắn thức đêm tăng ca làm đồ thủ công đến mức trên tay đầy những vết chai. Cho nên Lâm Thanh Diện trước mắt cũng chỉ có thể đánh Tống Huyền Khanh một trận, để bà ta một mình chờ đợi, Hứa Bích Hoài vừa khôi phục trí nhớ, hơn nữa đang mang thai, Lâm Thanh Diện muốn bảo đảm cô không bị bất cứ chuyện gì kích thích. Lâm Thanh Diện, chuyện của Tống Huyền Khanh, cậu xử lý như thế nào rồi? Trên bàn ăn, Hứa Quốc Hoa cẩn thận hỏi Lâm Thanh Diện một câu. Mấy người đều đổ dồn ánh mắt sang Lâm Thanh Diện. Rõ ràng đều rất quan tâm chuyện này. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, sự việc xử lý cũng tạm rồi, người đàn ông đó thật sự là một tên lừa đảo, con đã trừng phạt ông ta rồi, sau này ông ta sẽ không đến gây phiền phức nữa. Sau đó Lâm Thanh Diện bèn kể một lượt sự việc đã xảy ra hôm nay cho mọi người nghe, đương nhiên, một số phần động thủ trong đó bị anh giản lược đi rồi, kết cục của Chu Sinh cũng chỉ là một câu nói của Lâm Thanh Diện. Mọi người nghe rồi, mặt mày tràn ngập tức giận không ngờ chu sinh này lại thâm hiểm như thế, lừa tống huyền khanh xoay vòng vòng. Sau khi hứa quốc hoa nghe hết thì thở dài, mở miệng nói, vốn dĩ tôi tưởng bà ta chỉ chê bai tôi không có bản lĩnh, cho nên đối với tôi vừa đánh vừa mắng, ai ngờ, bà ta vậy mà không muốn tiếp tục cùng tôi nữa. Uổng công tôi còn cho rằng sau khi trải qua chuyện lần trước, mọi người còn có thể đoàn viên ngồi cùng nhau ăn bữa cơm. Mọi người đều trầm mặc một lúc, tất cả mọi người đều biết rõ, sự việc phát sinh đến mức độ này, đã không thể thua tay được nữa. Ít nhất, Hứa Quốc Hoa chắc chắn sẽ không thể tiếp tục cùng với Tống Huyền Khanh được nữa. Ba, hai người ly hôn đi." Một lúc sau, Hứa Bích Hoài phá vỡ khoảng trầm mặc này. Mọi người đều có hơi ngạc nhiên, không ngờ Hứa Bích Hoài vậy mà chủ động đưa ra đề nghị kêu Hứa Quốc Hoa và Tống Huyền Khanh ly hôn. "Con gái, con nghiêm túc sao?" Hứa Quốc Hoa có hơi không dám tin hỏi một câu. Hứa Bích Hoài nghiêm túc gật đầu mở miệng nói chuyện mà mẹ con làm trong khoảng thời gian này thật sự quá đáng quá rồi, mặc kệ bà ấy có mục đích gì, làm sai thì nên chấp nhận hậu quả, ba ly hôn với mẹ đã là sự nhân từ lớn nhất đối với mẹ rồi. Hơn nữa mẹ trước đó còn khiến công ty hứa ra, bỏ vậy, không nhắc nữa, tóm lại, chúng ta đều không thể tiếp tục dung túng cho mẹ được nữa, nếu không sớm muộn gì sẽ hủy hoại bà ấy. Nói xong, hứa bích hoài lại ngoảnh đầu lướt nhìn Lâm Thanh Diệt, trong lòng cô thật ra hiểu, Lấy thân phận và địa vị của Lâm Thanh Diện căn bản không cần phải nhẫn nhịn những chuyện vô lý gây sự này của Tống Huyền Khanh, anh hoàn toàn là vì nể tình cô mới luôn nhẫn nhịn Tống Huyền Khanh. Cô nói như thế, một là vì thể hiện rõ bản thân đứng về phía Lâm Thanh Diện, hai là cũng suy nghĩ thay cho Tống Huyền Khanh. Nếu như để mặc Tống Huyền Khanh cứ tiếp tục như thế, bà ta sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâm Thanh Diện xử lý. Được, nếu con đã nói như thế rồi, vậy ba ly hôn với bà ấy. Dù sao nhà chúng ta không có bà ấy sẽ tốt hơn, hà tất gì cứ để bà ấy đến phá hỏng sự bình yên của gia đình chúng ta." Hứa Quốc Hoa lập tức hạ quyết tâm. Lâm Thanh diện đối với quyết định của Hứa Quốc Hoa không hề phản đối, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Sáng hôm sau, khi Tôn Tuệ Phương định ra ngoài mua đồ, vừa mới mở cửa thì nhìn thấy Tống Huyền Khanh lấm lem quỳ ở cửa đã khiến bà ta giật mình. Bà ta thét lên một tiếng, vội vàng lùi lại phía sau mặt mày đầy cảnh giác nhìn Tống Huyền Khanh quỳ ở cửa, mở miệng nói, bà. Bà làm gì vậy? Tống Huyền Khanh ngẩng đầu, liếc nhìn Tôn Tuệ Phương, giọng nói khàn khàn cất lên, con gái tôi đâu? Tôn Tuệ Phương vội xoay người, muốn đi gọi hứa Bích Hoài và Lâm Thanh diện ra, lúc này cửa phòng cửa bọn họ đã mở ra, hai người đều nghe thấy tiếng hét vừa rồi cho nên đi ra xem thử có chuyện gì. Chị Tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Tôn Tuệ Phương chỉ tay về phía cửa, thở dài bất lực. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy Tống Huyền Khanh quỳ ở đó thì đều nhíu mày. Tống Huyền Khanh nhìn thấy Hứa Bích Hoài đi ra, lập tức khóc lóc, gào lên: "Con gái, mẹ biết sai rồi, con tha thứ cho mẹ đi, mẹ sau này nhất định sẽ thay đổi, làm lại từ đầu, xin con hãy tha thứ cho mẹ đi." Hứa Bích Hoài đi tới, cúi đầu nhìn Tống Huyền Khanh, mặc dù lúc này dáng vẻ của Tống Huyền Khanh có hơi thảm hại, nhưng hứa bích hoài không có nảy sinh bất cứ sự đồng cảm nào dù sao đây cũng là kết cục tống huyền khanh nên nhận được có một số chuyện không thể tha thứ được mẹ những điều này đều là mẹ tự làm tự chịu con cũng không giúp được mẹ hứa bích hoài mở miệng nói tống huyền khanh mở to mắt tràn đầy tuyệt vọng mở miệng nói con gái lẽ nào con không nhận người mẹ này nữa mẹ vất vả khổ sở nuôi con trưởng thành con lại đối đãi với mẹ như thế sao Hứa Bích Hoài nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như thế, bỗng có chút nhịn không được, sự uất ức trong lòng cô còn chưa phát tiết đó, Tống Huyền Khanh ngược lại chạy đến chất vấn cô, nước mắt lập tức rơi xuống. Lâm Thanh Diện lập tức bảo vệ Hứa Bích Hoài ở phía sau mình, nhìn Tống Huyền Khanh nói, tôi đã từng cảnh cáo bà, bà và chúng tôi không còn bất cứ quan hệ gì nữa, bà lẽ nào không hiểu ý của tôi sao? Lâm Thanh Diện, tôi thật sự biết sai rồi, cậu nể tình tôi là mẹ của Bích Hoài tha cho tôi đi. Tống Huyền Khanh quay sang cầu xin Lâm Thanh Diện. Vào lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, nếu bà còn biết bà là mẹ của Bích Hoài, vậy thì không nên tạo ra nhiều phiền phức như vậy cho Bích Hoài. Hứa Quốc Hoa không biết khi nào đã từ trong phòng đi ra, đi về phía cửa. Tống Huyền Khanh nghe thấy Hứa Quốc Hoa vậy mà dám nói chuyện với và ta như vậy, theo bản năng quát lên, Hứa Quốc Hoa, bây giờ có phần cho ông nói chuyện sao? Tôi thấy ông bản lĩnh quá lớn rồi. Mau chóng ngậm cái miệng thối của ông lại cho tôi. Nếu như là trước kia, Hứa Quốc Hoa nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như thế, chắc chắn sẽ thắt cổ, không tiếp tục nói nữa, nhưng bây giờ ông ta đã hạ quyết tâm ly hôn với Tống Huyền Khanh, cho nên không có cần thiết phải sợ bà ta như thế nữa. Tôi là ba của Bích Hoài, sao không đến lượt nói chuyện chứ? Hứa Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng, nếu bà hôm nay đã đến rồi, vậy tôi cũng nói thẳng với bà luôn, sự việc không cần trì hoãn nữa chúng ta bây giờ đi làm thủ tục ly hôn tống huyền khanh trợn chừng mắt mặt mày không thể tin được kinh ngạc nói ông vậy mà muốn ly hôn với tôi hứa quốc hoa tôi thấy ông thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi ông có tư cách gì đưa ra đề nghị ly hôn với tôi hứa quốc hoa cười lạnh cao giọng nói tống huyền khanh đừng tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng tự lừa mình dối người đó của bà nữa tôi đã nhịn bà đủ rồi đừng tưởng tôi sau này sẽ sống trong sự khống chế của bà nữa Cuộc hôn nhân này, bà đồng ý ly hôn cũng phải ly hôn, không đồng ý ly hôn cũng phải ly hôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 590.